Thưa các bạn, tôi là ai? Không phải tới bây giờ là một người nghệ sĩ nhân dân được nhiều người yêu mến. Ở giai đoạn cuối đời, không còn đứng trên sân khấu nữa, tôi mới tự hỏi mình như vậy. Mà từ ngày còn thơ bé, vừa đủ trí khôn, tôi cũng đã nhiều lần tự hỏi. Một câu hỏi không có lời đáp, nhưng nó đã theo tôi suốt tháng năm dài, luôn luôn dằn vặt tâm trí tôi, lục vấn từ cõi lòng tôi một cách sâu thẳm. Tôi lờ mờ hiểu được rằng tôi là một con người bình thường, sinh ra trong cõi thế gian này với một số phận đã định sẵn. Số phận ấy, tôi không biết được nó sẽ ra sao, sẽ đi đến đâu. Một con đường thênh thang trước mặt, hay là những khúc quanh nghiệt ngã của cuộc đời. Oh la la! Formidable hả? Trời ơi, có con nhỏ nằm rồi đấm thù quá như vậy nè trời. Cô hoàn toàn sai lầm rồi. Cô đánh giá mọi người bằng cái nông nổi của cô như vậy không đúng đâu. Bây giờ thì tao hiểu rồi. Tao hiểu ông già vô khoe với mày là đúng rồi. Mà bây giờ tao cũng hiểu, tao có chết bờ, chết bụi, chết tôi, chết nổi hay đâu mà cũng cần. Vậy là có con hột vịt lộn vào thay thế tôi rồi, phải không? Ông biết tôi bán bao nhiêu nhà cửa rồi không? Ông biết tôi bỏ tất cả mà. Tôi chỉ xin cái gì, tôi chỉ xin làm vợ, tôi chỉ muốn làm một con người. Tại sao vậy? Tại sao cái xã hội của ông lại vô lý với tôi như vậy? Tại sao cái dư luận của ông lại bất công với tôi như vậy? Tại sao cái thành kiến của ông lại hẹp hòi với tôi như vậy? Tại sao vậy? Tại sao vô lý vậy? Tại sao tất cả những người đàn bà khác trên thế gian này đều có quyền yêu, đều có quyền sống, đều có quyền làm vợ, đều có quyền làm mẹ? Tại sao? Tại sao chỉ có một mình tôi là tôi không có quyền làm một con người là trời ơi trời? Tôi là đứa bé có gen nghệ sĩ trong máu. Điều này không phải do tôi chọn. Nhưng tôi đã từ trong cánh cửa này bước ra trước cuộc đời đầy nhọc nhằn và cũng đầy mộng ảo. Nhọc nhằn với cuộc chạy đua trên sông nước, những bến bờ ghé lại rồi đi. Nhọc nhằn với những chuyến xe bão táp chở đầy những ánh trăng thơ mộng của vinh quang, hay ám ảnh bởi những kỷ niệm hãi hùng. Phải chết thôi. Nguyễn Trãi không có quyền được sống. Nguyễn Trãi không có quyền được sống. Cái bản hợp đồng này bây giờ nó là của anh, bởi anh cũng đã đem thân xác của anh ra mà đánh đổi lấy nó giống như tôi lúc này, thì bây giờ nó thuộc quyền của anh. Dạ. Em là ai hả? Là một người hàng xóm hay tính ra em cũng đang cố gắng để được trở lên như thế? Con có thể dùng ma nội nội chiều được, nhưng con không thể dùng những lời lẽ như vậy mà con nói về quê hương xứ sở, về quê cha đất tổ của con được. Nghe kỳ lắm. Chứ người nghệ sĩ trước khi mình là một nghệ sĩ thì mình phải là một công dân của cái đất nước mình đang sống. Và chúng ta vẫn từng ngày từng giờ để bảo vệ cái chủ quyền của đất nước, cái sự độc lập và tồn vong của dân tộc. Cho nên với cái giá trị đó
thì trách nhiệm của người nghệ sĩ chúng tôi cũng không được ngủ quên trong những tràng pháo tay của khán giả dành tặng cho mình. Mình được cuộc đời này nuôi dưỡng thì bây giờ mình phải trả cái ơn đó từ từ bằng những cái sản phẩm của mình. Xin được kính chào toàn thể quý vị đang cùng đến với chương trình Cà phê học thuật nhân văn lần thứ 5 năm 2020 với chủ đề là kịch nghệ phía Nam dấu ấn qua các thế hệ. Chương trình được sự tổ chức bởi Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp và Phát triển nguồn nhân lực Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi rất hân hạnh được đón chào sự có mặt của toàn thể quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn sinh viên trong buổi chiều ngày hôm nay. Vừa rồi với một vài phút ngắn ngủi thì chúng tôi đã đưa đến cho quý vị một vài những nét, những lát cắt về hành trình nghệ thuật, những có thể gọi là phong cách, hoặc là chúng ta gọi đơn giản là những điều mà những người nghệ sĩ ở trong buổi hôm nay họ muốn gửi đến cho công chúng là gì. Một điều thật trùng hợp là cả hai nghệ sĩ chúng tôi mời đến trong buổi hôm nay họ đều có những cuốn hồi ký của riêng mình, kể về cái con đường nghệ thuật, kể về những ước mơ, những chông gai và họ đã vượt qua và tạo lập cho mình một, có thể nói là một cái thế giới kịch đặc sắc như thế nào. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe họ, cùng kể lại những câu chuyện, những bước đường, những hành trình, những chông gai, những hoa thơm cỏ ngọt họ đạt được và những mong ước họ dành cho đến cho thế hệ trẻ, những người sẽ nối tiếp con đường nghệ thuật mà họ đã dày công phá đường, họ đã dày công vun đắp và họ đã dày công tạo ra thật nhiều những thành quả cho chúng ta cùng nhau thưởng thức. Và trước tiên để khi bước vào buổi talk show ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị khách quý đã cùng đến với chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Hồ Khánh Vân, Phó trưởng khoa Văn học. Trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Loan, trưởng phòng công tác sinh viên. Trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Triệu Thanh Lê, trưởng khoa Báo chí và Truyền thông. Và đặc biệt trong chiều ngày hôm nay thì chúng tôi còn có sự đón tiếp rất nồng nhiệt và thân ái với những nhà báo là những người đã luôn theo sát và ủng hộ những con đường nghệ thuật của các nghệ sĩ trong chương trình hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Thanh Hiệp đến từ báo Người Lao Động. Trân trọng giới thiệu nhà báo Quang Huy đến từ An Ninh TV. Và sự tham dự rất đặc biệt của gần... có thể nói là gần như là đầy ắp cả khán phòng này của rất nhiều các bạn sinh viên của trường Nhân văn. Và không biết là còn trường nào nữa ạ. Rất cảm ơn sự có mặt và hết mình của các bạn sinh viên cho buổi talk show. Và chúng tôi hy vọng rằng sẽ có thật nhiều những câu hỏi thật đặc biệt từ các bạn nha. Cảm ơn các bạn. Và thưa quý vị, để mở đầu cho buổi cùng nhau tọa đàm về kịch nghệ phía Nam dấu qua các thế hệ thì xin được mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Lê Hoa Tranh sẽ là giám đốc của trung tâm sẽ có đôi lời khai mạc chương trình. Xin được trân trọng kính mời cô. Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng nhà trường, kính thưa nhà nghệ sĩ nhân dân Kim Cương và nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc. Từ đây tôi xin gọi một cách đơn giản và ấm áp là cô Kim Cương và anh Thành Lộc. Kính thưa quý vị quan khách và đông đảo cử tọa ngày hôm nay, buổi cà phê học thuật nhân văn cuối cùng của năm 2020 hôm nay thật là đặc biệt và thật là ấn tượng để kết thúc một năm đầy sóng gió của chúng ta. Đó là một buổi trò chuyện xoay quanh bộ môn kịch nghệ là kịch nói với những khách mời mà tôi nghĩ rằng không thể xứng đáng hơn được nữa. Tiên phong trong nhiều lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thì sân khấu phía Nam cũng là nơi có những cách tân rất là mạnh bạo trên lĩnh vực kịch nói. Ví dụ như chúng ta thấy là những cái đổi mới đó được ghi nhận trên nhiều mặt như là lời thoại hay là kịch bản hay là cấu trúc sân khấu hay là những cách tân trong trang trí sân khấu.
Vì vậy buổi trò chuyện ngày hôm nay sẽ là một cái cuộc đối thoại rất là cởi mở của các thế hệ kịch nói phía Nam. Chúng ta sẽ được nghe những câu chuyện hậu trường, những cái trải nghiệm của các nghệ sĩ, những cái chuyến đi tìm về quá khứ và sẽ so sánh với lại là kịch nói đương đại. Những cái gương mặt đại diện cho sân khấu phía Nam trải dài từ năm 1975 cho đến nay, chúng ta không thể nào không nhắc đến nghệ sĩ Kim Cương và nghệ sĩ Thành Lộc. Kỳ nữ Kim Cương là người vừa là diễn viên, vừa là kịch tác gia, là đạo diễn kim bà bầu của những vở kịch nổi tiếng trước năm 1975 và sau năm 1975 khoảng 10 năm. Cũng như là phù thủy sân khấu anh Thành Lộc, là người mà anh vừa là diễn viên vừa là đạo diễn sân khấu. Anh có thể hóa thân thành một ông già hay là một chàng thanh niên hay thậm chí là một em bé. Và cả hai nghệ sĩ của chúng ta đều cháy hết mình trên sân khấu. Họ là những người con của Sài Gòn và là hai trong những đại diện tiêu biểu nhất, đáng kính nể nhất và yêu mến nhất vì những cống hiến hết mình trên lĩnh vực kịch nói Việt Nam. Như vậy, tôi giới thiệu hai diễn giả của chúng ta ngày hôm nay. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là hết năm 2020, một năm mà lịch sử nhân loại sẽ không bao giờ quên được. Tuy nhiên, chúng ta tự hào là chúng ta đã đứng vững được trong những bão táp đó và hy vọng một năm mới sẽ tốt đẹp hơn, sẽ hoan hỷ hơn. Chúng tôi, những người tổ chức chương trình Cà phê học thuật nhân văn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, xin được gửi lời cảm ơn đến các khách mời đã nhận lời tham gia các chương trình của năm như Phó Giáo sư Tiến sĩ La Khắc Hòa, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Phương Phương, Tiến sĩ Trần Nam Dũng, Tiến sĩ Đào Lê Na, cô Đoàn Thị Hải Lý, nghệ sĩ Hồng Ánh, nhà phê bình Lê Hồng Lâm. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn sự ủng hộ của Ban giám hiệu nhà trường, cảm ơn những mạnh thường quân và cảm ơn những cử tọa trung thành và chất lượng của chương trình. Ban tổ chức xin hứa là sẽ trong năm 2020 sẽ có thêm nhiều chương trình phong phú và đa dạng hơn. Và xin được gửi đến toàn thể quý vị lời chúc năm mới hạnh phúc, khỏe mạnh và thành công. Chúng tôi hân hạnh mời cô Kim Cương và anh Thành Lộc cùng người dẫn chuyện ngày hôm nay là anh Lê Đình Anh Tuấn, là cựu sinh viên khoa báo chí truyền thông, sẽ lên sân khấu để bắt đầu cuộc trò chuyện. Kính mời cô hiệu trưởng Ngô Thị Phương Lan, đại diện cho sự hiếu khách và lòng yêu mến nghệ thuật của toàn thể giảng viên và sinh viên Trường Đại học Khoa học Sở Nhân văn, sẽ lên tặng hoa và quà kỷ niệm cho các vị khách mời. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân Kim Cương và nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc sẽ hiện diện trước tất cả chúng ta. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay. Dạ, trước tiên thì cho phép con cảm ơn cô Hai và cảm ơn anh Lộc đã có một cái sự rất là thương quý các em và mọi người ở đây để có thể sau gần như là 2-3 lần chúng ta phải đổi giờ vì một số những cái ảnh hưởng của cái dịch bệnh và những cái giãn cách để vẫn có một cái sự
yêu thương để mà đến với các em. Dạ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về một cái chủ đề khá là thú vị, kịch nói phía Nam dấu ấn qua các thế hệ. Chúng ta cũng biết được là dù muốn dù không thì ở tại miền Nam thì cũng đã có những cái sự thay đổi, những cái sự biến chuyển trước và sau năm 1975, cả về đời sống lẫn về nghệ thuật. Thành ra ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái chuyện là liệu rằng có một cái sự nào thay đổi như thế hay không, hay là có vẫn là một cái sự truyền nối và một cái sự gọi là một cái dòng chảy vẫn bình thường như thế của nền nghệ thuật. Thì trước tiên chúng ta sẽ giao lưu một chút về cái chủ đề đầu tiên, đó chính là kịch nghệ phía Nam khởi thủy và những cái dấu ấn đặc biệt của kịch Kim Cương cô ha. Dạ. Nhắc đến những cái dấu ấn đặc biệt, đầu tiên thì chắc xin được phép phỏng vấn nghệ sĩ nhân dân Kim Cương. Làm thưa cô, trong cái giai đoạn mà cô bắt đầu làm nghề, dạ, và có những cái sự gọi là khai phá cho kịch nói, thì thưa cô cho biết cái tình hình hay là cái bối cảnh của cái kịch nói và cái nền văn nghệ của miền Nam lúc đó như thế nào để có thể có được một cái dấu ấn kịch nói thật đặc sắc của miền Nam ạ. Kính thưa cô hiệu trưởng, kính thưa quý thầy cô, kính thưa mấy em, thưa thương thôi chứ không kính, mấy em sinh viên yêu quý của chị. Trước hết, thật sự là tôi nghĩ không nói ra, nhưng hai chị em tôi cũng đồng một cái suy nghĩ là rất cảm ơn cô hiệu trưởng, cảm ơn ban tổ chức để tạo điều kiện cho chị em tôi có được cái buổi có mặt với các em hôm nay. Và tôi á thì tôi đã chuẩn bị ở nhà rồi, tôi đã nói mà hay đó thì có ông này ông nói hay hơn tôi. Ông vừa nói hay mà ông vừa có sức khỏe mà ông có học hành đàng hoàng. Thành ra hôm nay cho phép tôi tới như một người chị tới đi tâm tình, tâm sự với các bạn và các em trong những ngày đầu tiên khó khăn của kịch nói miền Nam. Mấy em đồng ý vậy không? Nói luôn à. Xin mời cô. Dạ. Vậy thì những năm tôi nhớ những năm 60, 61, 62 gì đó, thì ở Sài Gòn chưa có kịch nói, nghĩa là miền Nam chưa có kịch nói. Rồi tới 62, 63 đó thì mới bắt đầu có những cái vở kịch ngắn để phụ diễn cho điện ảnh. Thì lúc đó tôi được anh Trần Văn Trạch, anh Dưỡng Đức Duy, chị nhiều anh chị em, chị Kiều Hạnh rủ đi qua làm những cái kịch ngắn như vậy để tăng cường cho những cái phim trước khi chiếu. Tôi còn nhớ những cái rạp mà thường thường hồi đó có mà phụ diễn như vậy là rạp Nam Việt ở Chị Cũ, rạp Thanh Bình, nhiều cái rạp mà có cái phong trào mà tăng diễn. Thì suốt quá trình mà đi làm đó thì tôi thấy rằng khán giả kịch, mặc dù là lúc đó chỉ kịch hài ngắn thôi, mà khán giả thích thú lắm, cười lắm. Thì tôi nghĩ tại sao mà không có những cái kịch dài mà đặc thù của miền Nam. Ở đây cũng tâm sự riêng một điều là từ đó tới giờ tôi nghe nói rằng miền Bắc đã có kịch nói lâu lắm rồi. Có chú Thế Lữ hả em? Dạ thưa đúng. À, chú Thế Lữ với ai nữa? À, thì nghệ sĩ Thế Lữ là một trong những cái người tiên phong đầu tiên mở đầu cho dòng thoại kịch ở miền Bắc. Dạ. Dạ. Mà miền Nam thì chỉ mới có kịch ngắn thôi, chưa có dám nghĩ tới kịch dài nữa. Thì tôi tha thiết muốn có được với dòng kịch của miền Nam. Bởi vì thật sự là gia đình tôi bốn đời rồi phục vụ cho sân khấu. Từ ông nội, bà cố, bà nội, rồi ba má tôi. Và cái truyền thống và cái giáo dục của gia đình tôi đó là sân khấu, đi hát không phải là một cái nghề mà là một cái đạo. Má tôi cứ nói hoài, hiểu đạo là gì không? Đạo nghĩa là con làm sao cho người ta coi kịch con rồi người ta sống tốt hơn, sống đẹp hơn. Nghĩa là cái đạo làm người đó, con biết không?
Thì tuy là những câu trao đổi giữa mẹ con đó, nhưng mà qua nhiều năm ăn sâu trong lòng tôi, thì tôi muốn có một cái tiếng nói của miền Nam trong cái đạo hát đó. Mà nó có cái, trong sân khấu kịch hình như có hai phong cách phải không em? Một cái press, một nói hai phong cách. Dạ, thật ra thì em cũng chưa có hiểu ý chị Hai muốn nói hai phong cách là như thế nào. Chị nói sân khấu tụi mình có hai phong cách. Một là diễn theo những cái ở hàng lâm. Hàng lâm nghĩa là diễn rất nghiêm túc, rất sâu sắc, mà người nghệ sĩ cũng như khán giả phải tỉnh táo để mà coi. Nghĩa là không có tự nhiên chứ nghĩa. Thật ra thì nếu như ở đây có nhiều bạn trẻ mà có nghiên cứu về sân khấu thế giới, thì cho đến giờ phút này mình nói về mặt học thuật á, thì nó chỉ có hai cái dòng thôi. Một là bi kịch, hai là hài kịch. Còn ở Việt Nam mình á, thì bây giờ còn đẻ thêm một cái dòng nữa gọi là chính kịch. Thật ra thì tôi cũng không biết chính kịch nó là cái gì. Đó. Nhưng mà tại vì mỗi một cái giai đoạn á, nó một cái giai đoạn biến đổi của xã hội, biến đổi về mặt chính thể, thì nghệ thuật nó cũng phục vụ cho một cái lợi ích của một cái thời đại. Cho nên tôi nghĩ là cái chữ chính kịch là để nó phục vụ cho một cái công việc khác. Đó. Chứ còn thật ra thì chỉ có bi kịch và hài kịch thôi. Tiếng Anh nó kêu là như là tragedy và comedy, chỉ có vậy thôi. Nhưng mà chị nghe mà mấy anh Hà Nội vô á, chị nói đó, nó có cái kịch press hay gì đó là người diễn viên. À, rồi em hiểu rồi, thưa chị. Ở bên Đức, ở bên Đức em xin phép chị cho em mượn lời. Ở bên Đức có một người nghệ sĩ, một bậc thầy mà chúng tôi cũng có thể gọi là một ông tổ nghề á. Ông ta là Bertolt Brecht. Bertolt Brecht là cái người sáng tạo ra một cái cách, một cái hình thức diễn kịch gọi là hiệu quả giãn cách. Có người gọi là hiệu quả giãn cách. Có nghĩa là mỗi lần khi mình ta xem, mình hay nói là nhập vai một cách hoàn toàn trên sân khấu. Khi người nghệ sĩ đứng trên đài đóng cái vai cô Diệu chẳng hạn, thì là Diệu 100%, không thể thấy kim cương ở trong đó nữa. Nhưng mà cái phong cách Bertolt Brecht hiệu quả giãn cách là như thế này: cái người diễn viên đôi khi lại nhảy ra khỏi cái nhân vật đó, họ không hoàn toàn nhập vào cái vai đó mà họ tạo ra một cái hiệu ứng là họ đang diễn như vậy, xong họ thoát ra khỏi cái vai và họ đối thoại với khán giả. Đó, cái câu chuyện của chúng tôi là như vậy đó. Nếu như các bạn sẽ làm gì? Tức là họ tạo một cái cầu nối giữa cái người xem và cái người diễn và cái câu chuyện của người diễn. Tức là họ phá cái không gian. Hồi xưa là chỉ có người thưởng thức và người trình diễn thôi, nhưng mà cái dòng kịch đó là nó phá cái không gian để cho cái người xem trở thành người trong cuộc, để có thể giải quyết cái câu chuyện đó. Thậm chí người ta còn đặt vấn đề là cái kết của vở tôi đó là như thế này, là còn nếu như bạn muốn cái kết là như thế nào, hiểu như vậy, thì chúng tôi sẽ diễn theo cái ý của bạn. Có nghĩa là tạo một cái hiệu ứng xóa mất cái ranh giới giữa người xem và người diễn. Nhưng mà thiệt ra nha, cái đó thì sân khấu thế giới người ta rất là tự hào, bản thân tôi học hành thì cũng biết cái chuyện đó. Nhưng mà cái chi tiết này nè, nó có trong hề chèo, trong nghệ thuật sân khấu chèo và cải lương. Cải lương thì là hậu sau này, là một cái theo sau này, nhưng mà chèo đã có cái chuyện này từ lâu rồi các bạn. Mà tại vì người sân khấu dân tộc của mình thường là không có hệ thống thành một cái khoa học để giảng dạy, cho nên mình không có lý luận. Chứ còn cái nhân vật mà cái anh hề chèo ấy, bao giờ anh cũng nhảy ra khỏi cái câu chuyện để anh ơi này các bạn ơi, tôi có phải xưng danh tôi không nhỉ, nhau hay chèo hay có cái đó, tôi là ai, hay là trong hát bộ cũng có như ta là tự giới thiệu mình. Thì cái đó ở bên Đức người ta gọi là hiệu quả giãn cách, nhưng mà thiệt ra cái này anh có trong sân khấu truyền thống mình từ lâu rồi đó. Nhưng mà thôi, mình tạm thời dừng câu chuyện ở đây để cho chị hãy tiếp tục câu chuyện của chị. Vậy thì theo mấy anh dạy tôi thì phải có những cái lưới diễn, ta trường ở ngoài Bắc, trường Bắc học, nghĩa là người diễn cũng như khán giả cũng phải tỉnh táo nhận rõ ràng cái câu chuyện, không cho hội nhập. Bởi vì có một lần đưa cái ví dụ, tôi thấy có một cái kịch đó, nó bà đã tả cảnh rằng chồng bà chết, cái bà chết một cái kịch nước ngoài, trời ơi, gục đầu xuống,
rồi cách đẹp hết. Thì tôi nói ủa sao không cho bà khóc, trời ơi chồng chết là phải khóc chứ. Thì mấy người nói từ hồi đó đến giờ chị có thấy người đàn bà mất chồng khóc bao giờ chưa? Tôi có thấy rồi. Thì chị thấy chị hiểu rồi, cần gì bắt bà phải làm nữa. Do đó cho nên theo tôi thì tôi không có rành rẽ lắm về những cái cao xa đó, nhưng tôi biết rằng nghĩa là cái thể loại đó muốn cho người diễn và người xem đều phải tỉnh táo nhận xét câu chuyện từ cái óc, cái suy nghĩ của mình, đánh giá cái nào đúng, cái nào sai, cái nào gì đó, rồi từ đó đó mới đi vào trái tim của mình để mình thấy cái chuyện đó đúng hay sai, hay mình theo cái nào. Nhưng tôi thì tôi khác, bởi vì con cháu miền Nam mê ông Hồ Vũ Chánh, mê ông Nguyễn Đình Chiểu, mê cái gì giản dị của miền Nam. Tôi nghe nói lại là xưa kia mà ông cha mình phá quan phá rừng đi tìm đất mới thì từ Bắc, từ Trung và Nam cực khổ lắm, phải đối đầu bao nhiêu là thú dữ nè, thời tiết nè, thức ăn nè, mọi chuyện đều xa lạ hết trơn á, đi xả thân đi tìm đất mới mà. Do đó cho nên cần cái sự đoàn kết với nhau lắm để đối đầu với những cái thiên tai đó, những cái vấn nạn đó. Thì mà muốn có cái đoàn kết đó thì phải hiểu nhau, đâu trước hết là phải thương nhau. Thương nhau nghĩa là phải hiểu nhau. Mà muốn hiểu nhau á mà nói cao kỳ quá hay xa cách quá á, thật sự là cũng khó tới gần nhau mà khó hiểu nhau. Thành ra đối với trong Nam, cái gì nó giản dị nhất thì dễ vô lòng người ta nhất. Tôi nghe má tôi nói hồi đó ngoài Bắc có cái câu là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nhưng trong Nam mình có cái câu là tứ hải giai huynh đệ. Không cần có báo đào, không cần bà con gì, miễn là đồng chí hướng với nhau, đồng tâm với nhau, thương yêu nhau là thành anh em. Dạ. Tôi thì tôi mê cái triết lý đó. Do đó cho nên tôi thèm có một cái gì để đi sâu vào lòng người ta một cách giản dị. Do đó cho nên kịch Kim Cương đầu tiên á, mới giải phóng về bị mấy anh ngoài Bắc chê lắm. Nó bà Kim mới diễn tự nhiên chủ nghĩa. Tôi không biết tự nhiên là sao, bởi vì tôi diễn cái vai đó tôi phải giống vai đó chứ, phải làm vậy người ta mới xúc động, làm vậy người ta mới thương, làm vậy người ta mới hiểu. Nghĩa là tôi muốn dẫn khán giả đi từ trái tim xúc động rồi mới lên bộ óc, mới thấy rằng à con nhỏ đó tội nghiệp quá, ta không nên làm như thế. Thì hai cái nó có khác nhau. Và mặc dầu tôi bị phê bình nhiều lắm nhưng tôi vẫn giữ cái đường lối của kịch miền Nam, hay nói riêng là kịch Kim Cương. Để tới giờ này tôi có bao nhiêu khán giả thương tôi, để bao nhiêu người chắc lá sầu riêng, bao nhiêu người nhắc Thanh Lộc, nghĩa tôi nghĩ tôi đúng. Phải không? Chưa có một cái cơn nữa. Dạ, dạ vâng, xin cảm ơn cô. Có lẽ là trong những cái giai đoạn đầu tiên đúng không cô, thì rất là khó khăn như sơ khởi về đề tài, về cách thức, về diễn viên hay là về cách diễn, vì lúc đó thực sự là cải lương vẫn đang là một cái được gọi như là một cái ngọn lửa chính, đỉnh cao của sân khấu. Vậy thì những người đầu tiên, có thể nói những người đầu tiên như cô tạo nên một cái kịch đó thì nó có cái gì nó dạ, khó nhiều đắc trở không cô? Dạ khó khăn lắm, khó khăn đủ điều. Dạ, mà nếu nói về những người mở đường á thì xin phép một vài ba phút để nhắc tới những người công lao hơn, đáng cho ta mang ơn hơn. Đó là những người mở đường cho cải lương miền Nam. Thật sự là bà Năm Phỉ, bà Phùng Há, ông Năm Châu, ông Bảy Nhiêu và chú Từ Anh, bà Bảy Nam là những cái người mà phá đường để cho có thành hình cái cải lương Nam Bộ. Thật sự là gian nan lắm, từ vật chất cho tới tinh thần. Trong một buổi mà nhắc nhở má tôi đưa ra một cái chuyện mà riêng tư trong gia đình, nhưng mà tôi muốn nói là cái hy sinh của những người đi trước chúng tôi đó, là gia đình ông ngoại tôi đó, hồi đó là một công chức,
mà theo xưa lắm, 12 người con. Thì trong đó có má Năm, tôi là bà Năm Phỉ. Chắc mấy em thì nhỏ quá, không có biết bà Năm, chưa nghe tiếng bà Năm Phỉ. Nhưng bà Năm Phỉ, ông Năm Châu, ông Bảy Nhiêu đã nói rằng 100 năm sau cũng không có một người nghệ sĩ nào được như bà Năm Phỉ. Mặc dù không có học hành gì nhiều, nhưng mà cái thiên tư, cái nhiệt tình đó, diễn cho tới mức đi đấu xảo ở Paris. Mấy chục nước đấu xảo, Việt Nam hạng nhất năm 1937, hạng nhất. Chỉ vì bộ tịch, vì cái diễn xuất thôi, mà nói tiếng Việt Nam, hát tiếng Việt Nam, mà đầm ở dưới nó ngồi nó khóc như mưa. Em xin được tạm thời cắt các chị hai, em xin lỗi. Cái chữ đấu xảo là cái từ dùng của người vào cái thời đó. Có nghĩa là đi thi đó, đi liên hoan đó. Bây giờ mình hay kêu là đi thi nha, mà không kêu đi thi mà kêu là đi liên hoan. Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp này kia, hay là hội diễn sân khấu chuyên nghiệp đó. Đó là đi thi, còn hồi xưa kêu là đấu xảo. Là đi đó, đưa đoàn đi đó. Nghĩa là tài á. Một cái người thiên tài của cái sân khấu Việt Nam mà không có được. Thế mà từ khi má Năm tôi bước chân vào đi hát là ông ngoại tôi cấm trong gia đình không được nói tới tên con Năm Phỉ. Tới chết luôn không dám nhìn mặt cha, tới chết luôn không cho gặp mặt. Tôi nhớ con chi tiết má tôi nói, má tôi khóc. Nói sau này đó, có một thời gian có cái đoàn hát, hồi đó mà đi về Mỹ Tho hát, quê hương hát, thì gia đình được ngồi ăn cơm về. Cái bà ngoại tôi nói nhỏ đó, bữa nay cái con Phỉ nó về nó hát đó. Thì ông ngoại tôi nghe tới tên của má Năm tôi thôi, đương bưng cái tô nước trà quế uống vậy, liệm một cái rãng xuống đất, đập bể nát. Cho tới ngày ông ngoại tôi chết, má Năm tôi cũng không được về gặp ông ngoại tôi. Đó là chỉ nói về mặt tinh thần thôi, còn mặt vật chất thì bao nhiêu là khổ sở. Bởi vì thật sự là cái thành kiến của cái xã hội 1930, họ coi nhẹ cái nghề hát. Họ cho là sướng ca vô loại mà. Thành có cái câu mà con đi hát bội mẹ liều con hư rồi kia. Thành ra vừa chịu cực khổ, vừa chịu bao nhiêu cái khinh khi của mọi người, để mở đường, tìm một con đường mới cho sân khấu cải lương. Để bây giờ tụi tôi, anh chị em tụi tôi, các anh em chị em đi tới cái nghệ thuật trên con đường đầy hoa thơm cỏ lạ, thì phải nhớ, tôi luôn luôn tôi nhắc tới, phải nhớ công lao những người mở đường, chấp nhận bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu tủi hờn để mà có được cái sân khấu cải lương. Thì tôi không dám nói là kịch nói tôi khổ sở như vậy. Bởi vì làm gì làm, ở cái thế hệ năm 60 nó cũng đỡ hơn 30 hơn cưng ha. Nhưng mà năm 30 em chưa đẻ chị ơi, em không biết. Nhưng mà thật sự là điều thứ nhất, ba cái khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất đó là không biết ai có diễn kịch, không ai biết thích kịch như mình, không có diễn viên. Bởi sự ào ào lúc đó là cải lương là đương cao điểm mà. Cái thứ hai là ai viết kịch cho mình diễn. Bởi vì lúc đó là hưng thịnh của cải lương. Các anh như anh Hà Triều, Hoa Phượng, Thiếu Linh hay là ông Nguyễn Phương, mấy anh đó thì tập trung viết kịch, viết tuồng cho cải lương. Bởi vì cải lương diễn thường trực thì cái tiền thù lao nó nhiều hơn. Không biết sao, thì muốn diễn quá thì thôi, xăm mình viết kịch cho mình diễn. Mà biết chắc chắn là mình viết sẽ không hay, thành là không dám ký tên Kim Cương, ký tên Hoàng Dũng cho một thằng con trai nào đó. Đặng hãy có dở, ta chửi Hoàng Dũng chứ không phải chửi Kim Cương. Đó là cái thứ hai, cái khó khăn. Và cái thứ ba là bất khả xây đâu được đó, là tiền. Bởi vì muốn hát phải có cái rạp hát, nhưng mà không có rạp nào mà dám cho lần đầu tiên mà cho đóng cửa một cái rạp cine mà cho cái đoàn kịch là cái gì nó diễn tuần lễ rồi. Thì năn nỉ hoài, đi tới ông chủ nào cũng cho. Mai quá có ông chủ rạp Thanh Bình, bây giờ là đường ở chợ Hòa Bình đó, chợ Thanh Bình đó. Em cũng thua chị ơi. Hồi đó cũng nhớ xíu. Dạ đúng rồi, em nhớ. Thì năn nỉ ông quá, ông cũng là thân với gia đình. Ông nói thấy cô nhiệt tình quá, thôi tôi cho cô vài ba tháng một tuần lễ. Dưới điều kiện là cô muốn mấy ngày tôi không biết, nhưng mà cô phải chồng tiền đủ hết một tuần lễ bao kinh rạp cho tôi. Đang thình lình mà không ai coi cô bỏ đi thì tôi không có thiệt thòi. Thì thật sự là lúc đó
một con nhỏ hai mấy tuổi đâu có tiền bạc gì đâu. Vậy năn nỉ má, mượn tiền, mượn dòng vàng của má, mượn điều này kia, cầm ván hết, đóng trong một tuần lễ, đặng lấy cái rạp Hòa Bình, diễn thử cái kịch nói đầu tiên, coi được hay không. Thì may quá, tôi còn nhớ lúc đó là diễn tuần Tôi Là Mẹ. Khán giả thích quá, khán giả khóc quá. Trời ơi, dòm khán giả, tụi tôi dập bàn dòm xuống khán giả khóc. Mà trên này tụi tôi cũng muốn khóc nữa. Bởi khán giả khóc thì cảm động, còn trên này tụi tôi khóc thì tụi tôi mừng. Mừng quá, nghĩa là cái kịch nói của mình có thể tiến xa hơn nữa. Thì rồi tụ họp lại Lan Phương nè, Thí Hồng nè, Kim Vui nè, rồi Dân Hùng, Xuân Phát, mấy anh em mà cũng có một ý là thích kịch như tôi. Thì tụi tôi ráp lại làm cái đoàn kim cương nhỏ nhỏ vậy thôi. Thì lần lần phát triển. Nhưng nhờ thẳng thắn mà nói, nhờ có một cái dịp ở Pháp, tôi đi Pháp. Thì đúng là đương là kỳ nữ ở bên Việt Nam là le lắm à. Tôi bỏ 3 năm trời tôi đi Pháp, cưa sừng làm nghẽ, làm một sinh viên, nhảy metro, nhảy xe buýt, ăn khổ sở, đặng học được cái cách làm việc của cái sân khấu nước Pháp. Một cái sân khấu mà văn minh cả thế giới đều phục. Thì sau nhờ những kinh nghiệm đó, thì tôi về, thì cái đoàn kim cương tổ chức kỹ hơn. Do đó cho nên càng ngày thì khán giả kịch có nhiều. Và nhất là sau vài ngày 30 tháng 4, sau ngày giải phóng, phải nhìn nhận một điều là trước giải phóng không có kịch nói. Trước giải phóng cải lương hay là những cái đó. Nhưng sau giải phóng, do tinh thần mà lãnh đạo muốn cho sôi nổi lại cái thành phố, cho nó lấy lại không khí đó, thì mới cho đoàn Minh Tơ, đoàn Thanh Minh, đoàn này kia tổ chức hát lại, thì trong đó có đoàn Kim Cương. Thì không ngờ mà khán giả thương kịch nói miền Nam. Lúc đó tụi tôi đông lắm, nghĩa là hát gặp Hòa Bình mà tháng này qua tháng kia vậy đó, mà không đủ vé bán, mà làm giàu cho Chợ Đen không đó. Thì lúc đó bởi vì tôi có ba tốp khán giả. Một tốp khán giả là những người còn ở lại Việt Nam, khán giả cũ mà còn thương, còn nhớ cái không khí Việt Nam. Và một nhóm khán giả từ trong đường ra, và nhóm khán giả thứ ba nữa từ ngoài bắt vô. Do đó cho nên đông lắm, kịch mới hồi đó thành công lắm. Dạ, chắc là mình sẽ cùng nhau nói về chủ đề là kịch nói sao phải làm với những cái sự thay đổi hay là những cái sự khác nó được nhiều hơn cô ha. Dạ, lúc nãy thì cô cũng đã chia sẻ về những cái bước đầu khó khăn cũng như những cái đường khai hoang như thế. Anh Lộc ơi, lúc đó thì không biết là anh là một cái cậu bé ở tại Sài Gòn mà đã sinh trưởng trong một gia đình mà có đến là 4 đời theo cái nghề hát bội từ ông cố rồi ông nội cho đến cha anh nữa. Thì lúc đó anh có một cái gì là trong ký ức của một cậu bé, anh có tiếp nhận hay là anh có thấy được rằng cái dòng chảy của kịch nói hay là dòng chảy của thoại kịch miền Nam nó đã bắt đầu có một cái sự phát triển hay là một cái dòng chảy ngầm gì chứ? Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh. Bữa nay thì Lập sẽ nói và các bạn nghe được cái nhiều hay lắm trên sân khấu. Bị Lập 4 đời, tôi 4 đời, hai đứa cộng lại là 8 đời. Thì dư sức nói chuyện với các bạn nghe bữa nay. Thưa các bạn, trước hết là cho tôi được gửi lời cảm ơn Bổng Trường mình đã tổ chức những cái buổi nói chuyện như thế này. Bởi vì chúng ta đang sống ở một cái thời đại mà theo tôi cái gì nó cũng có cái lợi và cái không lợi, nó có hai mặt của vấn đề. Khi chúng ta cập nhật rất nhiều những cái loại hình nghệ thuật, những cái xu hướng nghệ thuật trên thế giới về, thì nó cũng sẽ dễ dẫn đến một cái, ngoài cái chuyện mà chúng ta văn minh hơn trong nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, nhưng mà đôi khi nó cũng dẫn đến một cái mặt khác là chúng ta dễ bị tha hóa và lai căng. Đấy, cho nên cái việc mà chúng ta ngồi nói chuyện với nhau như vậy để chúng ta, ít ra là các bạn trẻ, cái thế hệ hiện giờ đang ngồi đối diện với chúng tôi đây, các bạn biết là trước năm 1975 nghệ thuật có cái gì, cái điều đó nó rất là bổ ích. Dạ, cái gì cũng vậy mà kiến thức là vô cùng, mà cho nên nó có thêm được cái gì nữa hay cái đó. Lúc nãy chị Kim Cương có nói về cái giai đoạn mà hình thành phát triển sân khấu thoại kịch. Hồi xưa gọi là thoại kịch nha, chứ không có gọi là kịch nói. Kịch nói là giờ không kêu kịch nói, còn hồi xưa là thoại kịch và ca kịch. Đấy, nó cái phần sân phân biệt khác nhau giữa hai cái thể loại. Thì
Hồi nãy chị Kim Cương có nói về cái giai đoạn năm 1961, 62, 63 thì lúc đó tôi không dám nói gì hết trơn, tại vì lúc đó tôi mới đẻ, chưa biết gì. Nhưng mà đến năm 1967, 68 là tôi bắt đầu có ý thức rồi. Dạ. Thì lúc đó tôi 8 tuổi. Khi mà cái năm mà tôi 8 tuổi thì tôi đã đặt chân được vào cái giới trình diễn chuyên nghiệp ở Sài Gòn rồi. Thì tôi những cái gì mà tôi nhớ, tôi biết mà tôi được con cái là nhớ dài lắm. Dạ. Thành ra hồi nãy chị Kim Cương có nói là trước 1975 thì không có kịch nói. Thì theo tôi thì chưa được hoàn toàn chính xác lắm. Bởi vì theo chỗ tôi nhớ là vào cái giai đoạn 1967-68 thì đúng là kịch nói không có phát triển theo dạng đoàn kịch, nhưng mà ban kịch thì nhiều lắm và chỉ xuất hiện trên làn sóng truyền hình thôi. Là bởi vì nói gì thì nói thì đất Sài Gòn vẫn là cái đất vàng son của cải lương. Nhưng có một điều hồi nãy chị Kim Cương có nói mà tôi cũng rất là tâm đắc, là thật sự mà nói thì cải lương ngày xưa mà nó hay, nó rực rỡ và nó văn minh. Bây giờ á thì mọi người hay nói là cầu cải lương bị quỷ mị này kia rồi, ai làm cái gì mà hơi sức bước chút thì kêu cải lương quá. Là tại vì cải lương khóc nhiều, đi vào những cái câu chuyện buồn hơi nhiều, khóc nhiều để đánh thức cái sự xúc động của người xem. Mà tôi nghĩ cái đó vào thời điểm đó nó là chức năng, một trong những cái chức năng rất là quyền diệu của cải lương, là nó làm cho người ta xúc động. Làm nó làm cho người ta dậy lên được cái sự thổn thức của trái tim mình. Nhưng tại sao kịch bản hồi xưa nó hay đến như vậy thì chúng ta không thể phủ nhận được là nhờ ánh sáng của văn hóa Pháp, chắc chắn 100%. Bởi vì sao? Một trong những cái đoàn cải lương nổi tiếng là văn minh nhất vào thời đó là đoàn cải lương của ông Năm Châu, đoàn Thanh Minh, Thanh Nga. Và hầu hết tất cả những kịch bản, ngoài những tác giả kịch bản viết những cái câu chuyện của Việt Nam, nhưng thưa với các bạn là tất cả các soạn giả giới trí thức ngày xưa đều học. Đều học trường Tây hết. Cho nên cái văn hóa phương Tây đã ảnh hưởng không ít, rất nhiều. Cho nên cái văn chương đối thoại hay vô cùng. Tại sao mà những cái vở cải lương mà nó được xem là truyền thống cho tới bây giờ, classic á, mà nó có những cái lời thoại mà nó hay, làm cho khán giả mộ điệu cải lương người ta nhớ hoài tới bây giờ luôn, là bởi vì cái lời văn học đối thoại viết qua viết lại hay lắm. Và cái đó là chúng ta chịu ảnh hưởng từ văn hóa Pháp, sân khấu Pháp. Cho nên và thậm chí có rất nhiều những cái vở tuồng cải lương được viết lại từ những cái tác phẩm văn học của Pháp nữa, người ta chuyển thể lại nữa. Hay là Trà Hoa Nữ của sân khấu chị Kim Cương cũng vậy thôi, Alexandre Dumas nói, thì hầu như là chúng ta học hành được từ những cái đó, cho nên mình không có bị quê mùa, không bị quê mùa, không bị lạc hậu. Rồi tôi xin trả lại với câu chuyện của tôi. Thì hồi đó là không có đoàn kịch đâu, tại vì cứ nghĩ là không có cái quy mô mà bán vé mà vô rạp mà cơm lê cứng nhắc, mà chỉ là những ban kịch xuất hiện trên đài truyền hình. Nhưng để một lần nữa tôi kể cho các bạn nghe là gồm có những ban gì mà tôi vẫn còn nhớ được. Nhưng mà trong tất cả các ban kịch truyền hình đó thì ban Kim Cương vẫn là ban hay nhất. Không, xin lỗi, nổi tiếng nhất. Nổi tiếng nhất. Và hồi nãy chị có nói, dạ đúng rồi chị, em công tâm đúng không chị? tại sao? Bởi vì vậy nè, chỉ có ban Kim Cương mới có thể diễn ở ngoài rạp được thôi, chứ chưa có ban kịch nào diễn ở ngoài rạp được hết á. Và tôi còn nhớ là hồi nãy chị có nói là đi diễn phụ diễn cho các rạp chiếu phim, thì tôi còn nhớ là ban Kim Cương còn xuất hiện trong chương trình Sổ số kiến thiết nữa. Hồi xưa đó, ở đường Thống Nhất của mình bây giờ đó, có một cái nhà rất là to, cái tòa nhà đó là tòa nhà Sổ số kiến thiết. Mỗi buổi chiều một ngày quy định trong tuần là sẽ có chương trình, người ta mua vé vô để người ta dò giá số. Bây giờ là đường Lê Duẩn, đúng rồi. Sau khi sổ số xong là trình diễn vở kịch La Sầu Riêng, hay là Dưới Hai Màu Áo gì đó của Trà Hoa Nữ, đó của ban kịch Kim Cương. Cho nên người ta vô đó để người ta thử vận may, nhưng mà cái chính là để đi coi kịch Kim Cương sau đó.
đó, và chỉ có ban kịch Kim Cương lúc đó là mạnh được như vậy thôi. Còn ở trên TV thì các ban kịch nhiều lắm các bạn ơi. Một tuần có bao nhiêu thứ là mỗi một tuần sẽ có một ban kịch hoặc một ban cải lương. Đúng tuần tự như vậy là người ta mở TV để người ta xem cái ban nào, ban cải lương hay là ban kịch nào mà người ta yêu thích. Cải lương thì có đoàn bởi vì lưu diễn khắp nơi ở miền Nam, nhưng mà ban kịch thì chưa có ban nào dám lưu diễn. Bây giờ tôi nói dẫn chứng dài ban nha, để các bạn có một số những kiến thức. Ngoài ban kịch Kim Cương, đi vào những cái vở kịch kể về những cái câu chuyện của người Việt, những cái câu chuyện về số phận, thân phận của những người đàn bà Việt Nam đó. Thì thí dụ như ngoài bên đó nó có một ban kịch này là ban kịch Sống của nghệ sĩ Thúy Hồng. Và nghệ sĩ Thúy Hồng cũng là một nữ kịch sĩ là rất là nổi tiếng đó. Là cũng đi vào những cái câu chuyện kịch tình cảm. Rồi ngoài ra là còn có ban kịch Quê Ngoại của nghệ sĩ Bắc Sơn. Các bạn có biết nhạc sĩ Bắc Sơn không? Đó, có những cái bản tình ca quê hương bolero về đề tài về Nam Bộ, sông nước Nam Bộ. Thì kịch của chú viết nó cũng đi vào đề tài, đặc biệt là về miền Tây thôi. Như cái câu chuyện của chú không có nói đến đất Sài Gòn, mà chỉ là miền Tây ở dưới quê. Những cái câu chuyện của những thân phận, những con người ở dưới quê. Rồi nghệ sĩ Quỳnh Thanh Trà cũng có, nghệ Quỳnh Thanh Trà. Quỳnh Thanh Trà là một trong những nghệ sĩ của đoàn kịch Kim Cương sau 75. Nhưng mà ngày xưa anh cũng là chủ một ban kịch, và anh chuyên môn đi vào cái dòng kịch trinh thám. Đó, kịch trinh thám. Nghệ sĩ Trần Quang có ban kịch Bông Hồng Xám, là chuyên môn diễn những vở kịch về đề tài hình sự. Tôi như Quỳnh Thanh Trà đi vào kịch Xã Hội Đen, thì ông Trần Quang ban kịch Bông Hồng Xám có kịch đi về điều tra hình sự. Rồi ngoài ra có những ban kịch như là Về Nguồn nè, ban kịch Vũ Đức Duy, ban kịch Mỹ Tính, vân vân. À, ban kịch Thẩm Thúy Hằng nữa. Chị Thẩm Thúy Hằng, nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng thì có ban kịch tên là Lúc Không Giờ, chuyên môn diễn kịch ma. Chứ không phải bây giờ mới có kịch ma nha. Cho nên ai mà nói bây giờ kịch ma mới có là bậy à. Trước 75 đã có hết rồi. Cái gì cũng có hết á. Đó. Và thậm chí có những ban kịch chuyên phóng tác hoặc dịch lại những vở kịch của Mỹ, của Pháp, của châu Âu chuyển thành Việt Nam diễn. Cho nên cái nhu cầu thưởng thức thoại kịch trước năm 1975 ở đất Sài Gòn vô cùng phong phú. Mà tôi cũng là một diễn viên nhí, một trong những cái ban kịch như vậy. Cho nên cái đời sống nghệ thuật ngày xưa của các ban kịch họ phong phú lắm, và xin thưa với các bạn là rất văn minh. Nhưng sau năm 1975 thì mới thật sự là mới có những đoàn kịch, là thành lập ra những cái đoàn chuyên nghiệp có đạo diễn dàn dựng hẳn hoi đó, thì nó đi vào cái chính thống và chuyên nghiệp nhiều hơn đó. Thì đó là những cái gì mà tôi vẫn còn nhớ được. Để cho các bạn hiểu là rất nhiều những cái vị mà nói là sau năm 1975 thì sân khấu ở miền Nam mới phát triển rực rỡ, thì điều đó đứng ở một góc độ nào đó thì nó đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà thật ra là nó phát triển rực rỡ ở theo một cái dòng khác nha, và nó rực rỡ hơn đó, vậy thôi. Chứ còn mà trước 75 thì cái đời sống văn hóa nghệ thuật của người dân Sài Gòn cũng rất là phong phú. Cảm ơn anh. Rõ ràng chúng ta thấy được là không phải đến bây giờ mà trước 75 chúng ta đã có một cái nền kịch nói rất là đồ sộ và đa dạng các thể loại như vậy. Em có biết cái câu chuyện là hình như là trước đó, trong năm trước năm 75, khi mà cô Kim Cương cần tìm một cậu bé đóng cho Lá Sầu Riêng thì có đến đi tìm những cái gia đình nghệ sĩ, phải không cô? Thì có đến tìm đến cậu bé Thành Tâm, tức là nghệ sĩ Thành Lộc bây giờ. Nghe nói có thằng nhỏ đó, có thằng nhỏ nó diễn hay lắm. Vậy bên Minh Tơ là kiếm thằng nhỏ đó. Hồi đó Lộc mới có 7 tuổi hả các bạn? Nhà trong xóm lao động dành cho giới văn nghệ sĩ tuồng cổ hát bội hồi xưa. Vậy bây giờ cái đình đó là đình Cầu Quan, các bạn đi ngang ở đường Giạc Xe thì vẫn thấy cái đình đó. Hồi xưa nhà tôi trong đó đó. Thì tôi nhớ lúc đó là năm 1968. Thì đúng rồi, tôi mới có 7 tuổi hả. Cái vở Lá Sầu Riêng thì nó đã nổi tiếng từ trước đó rồi. Và cái nhân vật, cái anh nhân vật tên là Sang, lúc nhỏ đó là đã qua biết bao nhiêu là thế hệ con nít diễn rồi. Nhưng mà cái vở đó thì nghệ sĩ Kim Cương mới quyết định quay hình cái vở đó để phát sóng trên TV. Thì bây giờ những người mà đóng vai Sang trước đó đã lớn hết trơn rồi. Bật nhiều thế hệ lắm, con gái và trai cũng có nữa. Nhưng mà khi sau đó nghệ sĩ Kim Cương mới nghe nói là ở trong ngôi sớm chỉ có đi vô trong sớm nghệ sĩ thì đi tìm con em nghệ sĩ đừng nói lanh. Đó, có máu nghệ sĩ thì diễn được. Khi vô, lúc đó tôi đang đi chơi,
tôi đang đi chơi trong xóm. Cái... chơi gì ạ? Thì đi chơi cút bắt này kia với mấy đứa nít nhà nghèo mà. Đi chơi lông nhông ngoài đường vậy đó. Khi mấy bà chị tôi chạy về nắm tay, Tâm Tâm. Hồi đó tôi tên Tâm. Tâm Tâm, trời ơi, có cô Kim Cương kiếm kỳ, kiếm kỳ, kiếm đi đóng kịch quay TV. Hồi xưa mà nghe nó quay TV là trời ơi đất hỡi, phải dữ dội lắm mới được quay TV. Nhưng mà nghe cái tên Kim Cương là tôi toát mồ hôi hột thưa các bạn. Bởi vì ngay từ mình hồi nhỏ mình nghe chữ kỳ nữ Kim Cương. Nó ghê lắm mà mình không biết kỳ nữ là cái gì. Mà đại khái là chắc cái gì nó cũng kỳ cục lắm hay sao á. Đó, mà nghe cái kỳ nữ Kim Cương đi kiếm mình là thôi rồi, lượm ơi, trời ơi. Mà mình lúc đó mình chỉ thích đi chơi thôi. Tôi vui vẫn còn nhớ. Mấy bà chị nắm tay kéo mà tôi cứ dặn lại. Ôi ơi, em không có đóng kịch đâu, không đóng kịch đâu. Khóc như cha chết, mẹ chết. Bây giờ tôi mới dám nói như cha chết, mẹ chết. Chứ tại vì bây giờ cha mẹ tôi cũng qua đời rồi, nên mới dám nói. Khóc quá trời khóc. Khi tôi còn nhớ kéo tôi chị Kim Cương ngồi ở một cái xe sinh tố, bán sinh tố. Hồi xưa bán sinh tố là trong mấy cái xe làm đẹp lắm. Cái ba má tôi ngồi tiếp chuyện chị Kim Cương kéo tôi khóc quá trời khóc. Cái đầu thâu khóc quá sao đóng kịch được. Khi tôi ngần nhớ hoài chị Kim Cương nói, trời ơi con văn nghệ sĩ gì mà nhát quá rồi làm gì ăn. Nhớ câu đó tới chết. Nhưng mà tại vì lúc đó không có nghĩ là mình đi đóng kịch, không có thích, chỉ thích đi chơi thôi. Khi sau đó vở kịch phát sóng đó, buổi tối trong xóm, hồi xưa thời xưa nghèo lắm các bạn ơi. Một cái tivi đâu chừng mười mấy inch thôi mà nguyên một xóm coi. Tivi trắng đen, nguyên một xóm lao động coi một cái tivi. Bu đen bu đỏ. Thế là tại vì cái chuyện mà mình không chịu đi đóng kịch với cô Kim Cương là đã bị, là được cả xóm biết rồi. Khi lúc đó thì có một người khác đóng, thì tôi vẫn còn nhớ tên của anh ta là Chí Thông. Đó. Bé Chí Thông mặt đẹp trai vô cùng. Đóng cái bài đó, đóng hay lắm. Khi mọi người mới nó thấy chưa, trời ơi, mà tôi nhớ, tôi có chống chạm tôi coi. Thấy chưa, lẽ ra cái dây này là của mình đó, tự nhiên anh chuyên dọn dần người khác đóng, trời ơi, hết nổi tiếng. Ức lắm, lúc đó ức lắm, mà... trong bụng có nói sao mình ngu người ta, tại sao mình không nhận mình lên tivi, bây giờ mình nổi tiếng rồi đó. Bây giờ mà đã giờ còn bị cái câu mà con văn nghệ sĩ mình nhát quá rồi làm gì ăn, biết chết chồng mình sợ chết thằng lớn rồi mình làm gì nè. Thế là khi mà sau này là tôi lại tôi chi vào đường sản phẩm, tôi vẫn nuôi cái mối hợp này và tôi quyết định là mình phải hay, mình phải thành công, mình phải nổi tiếng để cho kia được cái tôi thấy là mình tôn trọng. Tức quá tôi phải trả lời. Thưa các bạn, đích thân tôi tới mời ba mẹ Thành Lộc cho Thành Lộc quyết định không chịu về đoàn Kim Cương, không chịu đóng với Kim Cương. Tôi đâu có bỏ, tôi chờ mấy chục năm sau, tôi tìm cách tôi dụ dính đoàn Kim Cương một vở tuồng, một vở kịch rất nổi tiếng, mà vở kịch đó làm sao? Cũng đợi người ta nổi tiếng mới mời người ta về. Nhưng mà mời làm gì? Đóng vai thằng điên. Mà công nhận, nghĩ là hồi đó mình từ chối là mình điên thiệt. Mình đã điên nó kéo dài dắt dây mới trở thành thằng điên trên sân khấu. Đấy. Cho nên mình mới nhớ là hồi xưa, hồi nhỏ mình chẳng những điên mà còn ngu nữa. Còn giờ mình khôn rồi, kêu mình làm điên mình nhận liền. Tại vì hồi đó, nó xin lỗi, trời ơi, nói chứ được chị Kim Cương kêu về, chứ không phải là mời về, kêu về đóng cho một vai trong một vở kịch do chị viết. Đấy. À, vở kịch có tên là Người Mua Hạnh Phúc. Sau này, sân khấu IDCAP của chúng tôi cũng xin mua lại cái kịch bản của chị. Mà chị không lấy tiền chị cho chị cái mà cũng mời chị trở lại đóng với chúng tôi một thời gian đó. Thì được trở lại với sân khấu Kim Cương là một cái niềm hãnh diện rất lớn đối với tôi, bởi vì nó là một cái kỷ niệm á, nó vừa là báo thù mà nó vừa là kỷ niệm nữa đó. Và nói thiệt với các bạn là hôm nay trong cái buổi nói chuyện này, tự nhiên cái đang nói về nền thoại kịch miền Nam mà là các bạn lại nói là hai nghệ sĩ tiêu biểu, một người là Kim Cương, một người là Thành Lộc, trời má ơi mừng chết luôn nhỉ. Tại vì một cái người mà bị chê lớn lên làm gì ăn đó, tự nhiên bây giờ lại là một trong những người tiêu biểu cho một nền thoại kịch của một vùng miền, mình mừng chết vậy đó. Và nhân đây mới nói luôn là vậy,
thật ra thì cái phong cách đúng là kịch Dân Cương đã trở thành một phong cách, thưa các bạn. Bởi vì hồi nãy tôi có kể các bạn là nhiều ban kịch với nhiều cái phong cách khác nhau, có những ban kịch diễn rất là tây. Đó. À, ấy là còn chưa nói là sau khi vào những thập niên bắt đầu 60 đến 70 thì nền văn hóa của Mỹ đã du nhập vào Sài Gòn đấy các bạn. Cho nên kịch nghệ của Mỹ cũng cùng phát triển rất là mạnh. Cho đến tận bây giờ các bạn nếu mà tinh ý thì các bạn cũng sẽ thấy cái phong cách diễn của người nghệ sĩ ở trong Sài Gòn diễn kịch nó cũng mang hơi hướng cái kiểu diễn của Mỹ nhiều hơn là các đồng nghiệp của chúng tôi ở miền Bắc. Miền Bắc và miền Nam trước 75 diễn thì nó mang phong cách của văn hóa Pháp nhiều. Cách viết kịch nó cũng ảnh hưởng, tức là cái cách viết lớp lan bao nhiêu hồi, bao nhiêu chương, đó, phát triển tâm lý nhân vật, sao, nó đều theo cái style của sân khấu Pháp nhiều lắm. Và cho đến bây giờ đôi khi cái cách đó nó cũng hơi bị chậm, tại vì cái tiết tấu người châu Âu nó chậm. Các bạn mà xem phim, điện ảnh các bạn cũng thấy cái tiết tấu, cái dòng chảy của nghệ thuật châu Âu nói chung là nó chậm. Nó chậm, còn tiết tấu của nghệ thuật của Mỹ nó nhanh. Thì vào những cái thập niên 70 cho đến bây giờ thì cái cách diễn kịch, thoại kịch ở trong miền Nam nó cũng dần giống theo cái kiểu Mỹ nhiều hơn, ngay cả trong cái cách hài vậy các bạn. Đối thoại qua là đốp chát, rồi phi cười cái na kia rồi đụp bụp một cái chuyển qua khóc ngay lập tức. Thí dụ cái kiểu mà của Pháp thì nó phải có quá trình, của châu Âu nó phải có quá trình, còn của Mỹ không đâu nha. Đó, thí dụ như là đang làm cho người ta cười đang lên bụp một cái lấy nước mắt người ta một cái một rất nhanh. Mà cái này trong kịch Kim Cương cũng có. Nếu các bạn cũng sẽ thấy là nghe những cái nhân vật của nghệ sĩ Kim Cương đã diễn thì các bạn thấy là như là con bê bán hộp vịt lộn hay là lá sầu riêng trong đoạn đầu, đúng không, làm cho người ta cười quá chân cười. Nhưng mà bụp một cái chỉ cần vài câu thoại bụp một cái là khán giả có thể khóc ngay. Thì cái kiểu diễn đó của Sài Gòn phải nói là nó dòng như là đặc trưng đó. Ở ngoài miền Bắc các đồng nghiệp của chúng tôi thì không có theo cái dòng đó, cho nên nó có ảnh hưởng như vậy. Và bản thân tôi thì cũng chịu ảnh hưởng không ít từ cái dòng kịch Kim Cương, là cái dòng kịch mà nó đi nhanh. Tại vì nói là như thế này là các bạn, tại vì thật ra nghệ thuật truyền hình suy cho cùng nó vẫn làm đúng một cái chức năng của nó là dành cho các bà nội trợ. Cái điều này không phủ nhận được nha. Cái này không phải là từ thoá mạ, không phải là một cái gì coi thường hết. Nhưng mà rõ ràng chỉ có các bà nội trợ vừa làm bếp, vừa nấu ăn, vừa coi tivi là nhiều. Cho nên tất cả những cái gì mà ngay cả bây giờ cũng vậy, tất cả các cái nghệ thuật truyền hình trên thế giới thì phim truyền hình cũng vậy, nó đi vào cái drama, cái kịch tính và nó đi vào cái melo, cái BB nó nhiều lắm. Thì bởi vì cái dòng đó nó sẽ ở lại trong gọi là đại chúng nhiều hơn. Cho nên tự nhiên cái cách diễn kịch của Đoàn Thiên Hương nó trở thành một cái phong cách rất riêng mà nó lại được đại chúng ủng hộ nhiều. Cho nên từ từ ngay cả sau năm 1975 thì đoàn kịch Kim Cương nó cũng có một cái thành hình thành một cái phong cách riêng như vậy. Và sau này chính các đồng nghiệp của chúng tôi ở miền Bắc cũng không thể phủ nhận được cái điều này luôn. Bởi vì hồi xưa cái dòng kịch ở miền Bắc và khi mà còn kháng chiến, còn chiến tranh thì cái kịch người ta đã đi vào cái lý tính nhiều là để nó đáp ứng cái công việc tuyên truyền mà. Đó. Nhưng mà sau năm 1975 thì bắt đầu người ta chú ý đến cái dòng giải trí, cái nhu cầu giải trí và chức năng giải trí của nghệ thuật. Cho nên bắt đầu người ta đi vào kịch tâm lý xã hội và người ta bắt đầu người ta không thể phủ nhận được dòng kịch của Kim Cương nói riêng và dòng kịch của miền Nam nói chung. Thì bản thân tôi là cái người lĩnh hội cả hai cái thứ đó. Tôi lại diễn được cái kiểu của má Việt Nam, của cô Kim Cương mà tôi không thể phủ nhận là ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Mà tôi lại người học hành ở trong trường nghệ thuật sân khấu ra. Đó. Cho nên mình lãnh hội được cả hai cái phong cách là một là đi vào cái lý tính, hai là đi vào cái cảm tính. Đấy. Thì cho nên ngay cả trong cái phong cách diễn của tôi nó chịu cái ảnh hưởng này mạnh lắm. Cho nên có một cái điều cái này, cái điều này là nó cũng là một cái cơ duyên thưa chị. Là hồi xưa khi nói đến dòng kịch melo thì người ta không thể nào mà không nhắc đến lá sầu riêng. Bởi vì cái lá sầu riêng là cái câu chuyện của người đàn bà, thân phận của người đàn bà, và lấy nước mắt người ta cực kỳ nhanh. Thì sau năm 1975 miền Nam có Già Cỗ Hoài Lan, là cái câu chuyện của người đàn ông mà cũng lấy nước mắt khán giả không thua gì lá sầu riêng.
Cho nên một cái là bà Kim Cương, người thứ hai là ông Thành Lộc. Này, thì tự nhiên mình cảm thấy nó như là một cái duyên á, cái điểm giao thoa nó gặp nhau. Đấy, mà bản thân tôi cảm thấy mình rất là hạnh phúc, bởi vì mình giống như là mình là cái người mình có thể đi theo cái bước của tiền bối để lại, và mình phát huy được cái thế mạnh của cái dòng kịch mới đương đại từ năm sau 1975 để mình đưa vào đó, để mình thiết chế, mình điều hòa nó lại trở thành một cái dòng kịch mà nó vẫn đi vào trái tim, mà nó vẫn đi được vào cái lý trí, để cho nó có cái sự trí tuệ của nó nữa. Thì bản thân tôi là cái người tôi tiếp nhận được cái điều đó, và tôi rất là mang ơn về điều đó. Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ cô có gì? Dạ xin thưa với lại quý vị là trong cái buổi mà trò chuyện cũng như là để thảo luận về chương trình á, thì là ba cô cháu và ba anh em thì có ba cô cháu và anh em thì có chia nhau ra là tầm hai phần, trước 75 sau 75. Nhưng mà hôm nay câu chuyện của anh Lộc và cô Kim rất là sôi nổi, thành ra chúng tôi quyết định là phá kịch bản luôn. Thì thôi bây giờ là chúng ta tới đâu chúng ta nói tới đó luôn ạ. Dạ, và cho nói không nhưng mà bạn phải lái chúng tôi quay trở lại chứ. Dạ. Nói ngồi đi lạc đề. Dạ, thôi bây giờ vậy, nãy giờ thật sự là khi tôi tới đây tôi không ngờ mình có được trong cái không khí thật sự là ấm cúng, mà coi nhau như là những người bạn, những người em, người chị để tâm sự với nhau về chuyện nghề nghiệp, chứ không thấy mà lên diễn đàn nói gì hết trơn. Phải không em? Dạ. Thành ra nãy giờ mình nói về học thuật cũng nhiều, thôi bây giờ mình nói về tình cảm đi. Ủa em với chị có tình cảm hả chị? Không, tình cảm... tình cảm của đứa nào để nói. À vậy hả? Dạ. À, mà thiệt các bạn ơi, trong giới văn nghệ sĩ thì đúng là làm cái gì cũng vậy hết trơn á. Nó cũng phải xuất phát từ cái tình mình mới làm được, tại vì nó là nghệ thuật mà. À, trong cái tình yêu nó cũng nhiều cái thứ đó bên cạnh cái tình yêu nghề nghiệp. Mà tôi nghĩ tới cái công việc của các bạn, cái tình cảm là tình yêu chị ơi. Dạ, nhưng mà nó có nhiều cái thứ tình yêu khác nhau. Tình yêu tổ quốc cũng là tình yêu gì chị, yêu cha yêu mẹ, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt. Thì nói chung là tại vì mình là đại học khoa học xã hội nhân văn mà, cho nên cái điều đó tôi nghĩ là khi nếu các bạn làm nhà giáo thì các bạn cũng phải có cái lòng yêu trẻ, cũng phải từ cái trách nhiệm, cái trái tim mình nó mới ra cái thứ tình cảm đó được chứ, phải không chị? Ở chờ chị yêu ai thì chị khai đi cho em biết. À, cái tình cảm tôi muốn nói đây đó không phải tình cảm riêng của cá nhân nào, mà tôi muốn tôi với Lộc nói với các bạn tình cảm của một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu. Dạ. Cái thường thường mà tôi đi đâu tôi cũng bị nghe: trời ơi chị Kim Cương, sao chị khóc hay quá vậy, chị có tha dầu cù là không? Ủa mà có không chị? Cái này em cũng thắc mắc thiệt. Thì do từ cái câu đó tôi xin triển khai ra một cái chuyện là cái tâm hồn của người nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu. Và tôi thường nói với các em tôi trong đoàn, tôi nói chúng ta lao động nghệ thuật là một thứ lao động về tâm hồn, chứ không có dai u thịt tóc, không có gánh nặng gì hết á. Nhưng mà chúng ta đem cái tâm hồn chúng ta làm sao để hòa được cái tâm hồn của khán giả. Thì do đó chúng ta phải có tâm hồn, chúng ta phải đặt hết mình vào trong cái vai diễn đó, được thân phận của người đó, mới mong gặp được tình cảm của khán giả, tâm hồn của khán giả. Bởi vì 6 giờ chiều tan sở ra 1.000 người, người thì về thăm con, người thì đi chạy nợ, người thì lo cha thăm cha mẹ. Tất cả những cái suy nghĩ, những tình cảm đó không có ai giống ai hết á. Nhưng bước vô sân khấu chỉ có quyền 20 phút, nhiều lắm là 20 phút thôi, là chị phải làm sao cho tất cả những tình cảm đó, những suy nghĩ đó đi vào thư chị, xúc động chung với chị và suy nghĩ chung với chị. Chuyện đó không phải là chuyện khó dễ làm. Thật sự nói không phải chuyện dễ làm. Mà nếu phải làm được cái chuyện đó, trước hết mình phải là đem hết cái lòng mình, tình cảm của mình đặt vào vai diễn đó. Tôi cách đây cũng đâu tháng hai tháng thì tôi nghe nó có một cái cô điện ảnh nào đó, cô nói làm diễn viên khó lắm á, mỗi lần tôi khóc á
tôi phải hơ lửa vậy nè cho nó nóng rồi cái nước mắt nó mới chảy ra. Thì tôi nghĩ rằng cái cô đó cũng nó sai, bởi vì khóc không phải là làm cho khán giả khóc, không phải bằng cái giọt nước mắt, mà là bằng cái tâm của mình, cái lòng của mình, cái đau khổ của mình. Do đó cho nên tôi nói mấy em đó, không có đặt hết tâm hồn mình vô đêm diễn thì mình không làm sao biểu khán giả cùng hòa mình với mình được. Có những cái ví dụ cho mấy em nó thấy nè, tôi có đóng một vai tuồng đó là hai vợ chồng xa nhau bao nhiêu năm trời, thì cái ông chồng ổng đi tu, ổng vô chùa ổng tu, thì tình cờ cô đó cô tới cô vô cô lại Phật, thì cũng ngước lên cái cô gặp ông chồng, thì ngước lên gặp cái nhạc lên cái sững sờ, hai người run rẩy hết trơn người sững sờ, thì khán giả như khóc như mưa. Thì bữa đó tôi cũng diễn, tôi cũng ngước lên thì cái đèn cầy trên bàn thờ nó ngã, tôi sẽ cháy cái tấm nắp bàn, tôi lật ra tôi chụp tấm nắp bàn là hư đêm diễn đó luôn, nghĩa là tôi đã bị cúp cái tình cảm lúc đó rồi. Tôi đã phân tâm về cái chuyện mà tôi lo cái đèn cầy chứ mà tôi lo chồng tôi nữa. Do đó cho nên tôi cũng nói với mấy em là tụi tôi, anh em nghệ sĩ tụi tôi sống với khán giả, sống hết mình, cháy hết mình, phải không em? Dạ. Dạ. Chứ không phải là vì thậm chí tới mấy người ký giả đùa ở nước ngoài đùa, nó chị chuyên môn chị khóc á, chị có thay dầu không mà khán giả Việt Nam khóc, chị nói ông đừng coi thường khán giả Việt Nam gì. Khán giả Việt Nam khóc không phải vì mấy cái cục nước mắt đó đâu, mà vì cái nghẹn ngào những trong lòng chúng tôi. Lập chuyên môn có một cách diễn mà làm người ta khóc mà Lập không khóc, cái diễn ngược phải không em? Dạ, dạ. À, cái đó trong tiếng Pháp á, thuật ngữ nó có một cái tên gọi là dissemblant, là cái tâm thái mình như thế này nhưng mà cái nét mặt mình nó lại một kiểu khác, thì cái đó nó cũng là một trong những cách xử lý các bạn. Hồi nãy chị Kim Cương có nói đó, cái chuyện mà khóc với ông khóc đó, thì thật ra thì cái diễn xuất cái thưa các bạn, theo cái suy nghĩ của chúng tôi, tại vì bây giờ người ta có trường lớp người ta dạy rồi mà, cho nên người ta đã hệ thống đó, nó trở thành một cái phương pháp khoa học. Hồi xưa thì phải nói gì thì nói chứ, nghệ sĩ hồi xưa cái sự xuất thân họ đâu có học trường lớp gì đâu, nó là cái năng khiếu bẩm sinh, và từ cái năng khiếu bẩm sinh nó cho họ cái kinh nghiệm, cái kinh nghiệm từ năm này qua năm kia, cái họ tự họ đúc kết ra những gọi là nghề dạy nghề. Thì chị Kim Cương vừa nói cái chữ đó, thì bản thân cái người nghệ sĩ họ cũng có cái sự nhạy bén. Đây là nghệ sĩ nói chung nha các bạn, chứ không phải ai cũng nhạy bén. Tại vì 1 triệu người làm nghệ thuật nhưng mà không phải ai cũng là nghệ sĩ. Cái điều đó là điều chắc các bạn cũng biết rồi. Nó thành ra cái chuyện mà cái khả năng mà tích cớp và đúc kết lại thành một cái kinh nghiệm nghề nghiệp của mình không phải ai cũng có. Hồi nãy thì chị Kim Cương mới có nói đến cái chuyện khóc, thì đôi khi nó có những cái tình huống xử lý khóc để cho khán giả thấy cái giọt nước mắt của mình rơi là giá trị. Nhưng mà có khi khóc bù lu bù loa mà nước mắt chảy đầm đìa, trôi hết cả cái mascara nước đen thù lùi trên mặt, thì nó trở thành không thẩm mỹ, nó trở thành dơ, mà chưa chắc đã gây được cái sự xúc động nơi người xem. Đó, một cái, cho nên như cái này thì các bạn, tôi nghĩ là các bạn xem điện ảnh các bạn sẽ thấy cái này rõ hơn. Bởi vì điện ảnh thì nó cận vào cái mặt của nhân vật, cái đôi khi người ta chỉ xử lý là con mắt của cái người diễn viên, ta chỉ cần đỏ lên là đủ mà không cần nước mắt phải rơi, mà chỉ thêm một chi tiết xử lý về âm nhạc hoặc là tình huống của câu chuyện là làm cho khán giả khóc trước cái người diễn viên trên màn ảnh rồi. Okay. Cho nên cái nghệ thuật đó là một cái sự xử lý tổng hợp chứ không phải của riêng một người nào cả. Mà thật ra nghệ sĩ chúng tôi có thể làm được cái điều đó, chúng tôi phải biết ơn cái người tác giả kịch bản, tại vì họ viết giỏi quá, họ viết cái tình huống đó quá giỏi mà để làm cho tụi tôi rơi vào cái tình huống đó. Mà mình nhập vai đúng thì tự nhiên cái cảm xúc nó lên. Tôi xin kể cho các bạn nghe đây một câu chuyện của Má Bảy Nam làm mẫu thân của chị Kim Cương. Thì cái này là một cái câu chuyện từ nghệ sĩ Minh Hạnh đã từng là diễn. Thì cái đêm đó chị diễn cái vai, chị thế vai cho chị Kim Cương. Thì một cái lớp diễn mà chị khóc quá trời khóc.
chỉ chưa kịp nói mà nước mắt nước mũi gì nó đã tràn trề rồi, và chị nghĩ là chị diễn cái tổ đó là thành công. Thì sau đó thì má Bảy Nam có gặp chị mới nói là con vô đây má nói chuyện. Thì chị nghĩ là chị vô để hứng những cái tràn khen, những lời khen có cánh. Nhưng mà không phải. Má Bảy nói là con làm gì mà con khóc nhiều dữ vậy? Bởi vì khi mà khán giả người ta xém khóc mà con đã ràng rồi như vậy thì người ta bị mất cái cảm xúc, người ta không có khóc được nữa. Cái nghề của mình ở chỗ là mình chưa kịp khóc mà khán giả đã khóc trước mình rồi, cái đó mới là cái nghề đó. Thì này, tức là và cái liều lượng, cái control của mình đó các bạn. Mà tôi còn nhớ cái lời của một nghệ sĩ nhân dân bên ngành cải lương là nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Tôi chỉ nhớ một cái cách chị nói, tôi chỉ nói là cái người mà người nghệ sĩ mà họ bắt đầu người ta giỏi nghề rồi á, nói một cách đùa đùa nó hơi trong nghề với nhau thì gọi là đùa, nhưng mà người ta có thể nắm khán giả trong lòng bàn tay của mình. Tôi buông một ngón là tôi, khán giả rớt một giọt nước mắt, tôi buông hai ngón là khán giả rớt hai giọt. Mà nếu tôi thích tôi bấm là khán giả không khóc được nữa. Và nếu tôi quăng tay ra một cái là khán giả khóc được. Có nghĩa là họ có khả năng điều khiển được cảm xúc của khán giả bằng cảm xúc của mình. Cho nên á, người ta hay nói là trong cái người nghệ sĩ, cái nghề diễn viên nó có hai cái tôi. Cái tôi của nhân vật và cái tôi của chính mình. Cái tôi của diễn viên là phải kiểm soát được là cảm xúc mình đẩy như vậy đã đủ chưa, bên hai bị lố rồi nè, hoặc là bên hai bị thiếu rồi. Thì cái người diễn viên họ luôn luôn kiểm soát được cái đó. Thì cái đó nó là một cách mà hồi nãy chị cũng nói, nó là cái ông bà Tom Rex đó, là cái hiệu quả giãn cách, là cái người diễn viên luôn luôn kiểm soát được mình, chứ không phải là nhập vai 100%. Nhập vai 100% là coi như mình bị ma nhập rồi còn gì. Rồi họ đúng không? Không lẽ bây giờ đến cái chỗ này phi dao sẽ tự thắt cổ chết trong tuồng tàu, là thắt một cái ẹt là đặng chết thiệt à? Đâu có đâu, đúng không? Hay là Tam Bang Triều Điển cầm con dao ra một cái ử là phải đâm thiệt cho lòi phèo ra mới chết sao? Không, không có. Thì thật ra là cái nghề diễn nó luôn luôn có một cái sự kiểm soát của cái người diễn viên là như vậy. Mà nghề hay không nghề là ở chỗ. Xin được cảm ơn cô và anh Lộc đã có những cái chia sẻ rất nhiều. Và trước khi chúng ta cùng nhau đến với những cái câu hỏi của các bạn sinh viên về cái chủ đề, về cái phong cách kịch, thì xin được mời mọi người cùng chúng ta cùng nhau gọi là rửa mắt xíu xíu với một cái trích đoạn mà có lẽ là tiêu biểu cho cái việc là khóc thế nào là đủ, khóc thế nào là vừa vặn, với một cái trích đoạn trong một cái tác phẩm có thể gọi là kinh điển và để đời của nghệ sĩ Kim Cương và mẹ của mình, Lá Sầu Riêng. Dạ, dạ, cô. Dạ, không sao đâu má. Cô ba lên, bà đi đánh bài, cô ba lên lầu khóa cửa lại rồi. Chừng nào cô ba mở cửa, con hay má ngồi đây đi, không sao đâu. Má ơi, bất hiếu má, con căn tội lỗi với trời Phật. Bỏ con xa con bỏ không được mà. Con bỏ con không được. Còn má, má thì lại cấm con cho lên đây. Sao không ai xét giùm cho tôi? Không ai thương tôi hết. Má đừng nói gì tội nghiệp con. Má nghe trong mình má yếu lắm rồi. Đáng lý gì má đi không có nổi, nhưng cũng có chút việc đây. Hồi xưa nội cưới má đôi bóng mùa u đi, kỷ niệm của ba con má gìn giữ cẩn thận lắm. Khi có con má đính rằng ngày nào con có gia đình má cho con như cái của hồi môn. Tội nghiệp con, tôi nó không có được cái đám cưới như chị em bạn đó. Mẹ con mình nãy giờ nói chuyện cũng nhiều rồi, con thấy được má thì con mừng lắm rồi. Để con chạy ô con đưa má ra xe giờ nha má. Hả? Sao con nói sao? Má đi về liền bây giờ giùm con đi. Bây giờ ra xe gì? Má đi. Trời đất ơi, con điên rồi. Mới bước vô đây cái biểu trở ra gì? Má ở hôm đây vài bữa chứ sang má nhớ nó. Rồi má hứa má là không có lên nữa mà. Khổ ghê gì đấy, má thương con mà má không hiểu dùm cái hoàn cảnh. Hiểu rồi, má hiểu. Mà trên này cấm không cho má ở đây. Thì má nói má ở nhà bếp. Thì kỳ rồi má lên má cũng ở với nhà bếp đó. Tới chừng má về người ta la mất mấy lít gạo ở trên này nè. Hả? Người ta
cắp gạo của người ta đó. Trời ơi, nói không có sợ mang tội gì vậy? Muốn cấm cửa tôi rồi nói thêm, nói bớt cho tôi, nói xấu cho tôi. Trời ơi, trời ơi, con tôi đẻ mà, cháu ngoại của tôi mà. Chúng ta cùng nhau vừa xem lại một số những cái phân cảnh trong một cái vở diễn rất nổi tiếng Lá Sầu Riêng với kịch bản đến từ nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương và phần cùng đồng diễn của nghệ sĩ Kim Cương và nghệ sĩ Bảy Nam là mẹ của mình. Lúc nãy đó các bạn cũng có để ý ha, là cái xử lý đại từ của nghệ sĩ Bảy Nam rất là tài tình, bởi vì thật ra cái chỗ đó đâu, má Bảy Nam đâu có khóc gì đâu, mà chỉ cần một cái xử lý một cái đại từ là thẳng thốt, thì cái đó nó đã đủ làm cho người xem là đã xúc động quá nhiều rồi. Cho nên thật ra mà nói thưa các bạn, là nó là một cái vở kịch mà Thành quyết định thành công là tôi còn tùy thuộc vào cái ngôi sao của một cái vở kịch đó, hay là một cái vở tuồng cải lương nào đó, thì cái điều đó cũng không có gì là sai. Nhưng phải nói là nếu như không có một kịch bản hay, không có một đạo diễn giỏi, thì mọi thứ nó sẽ không được phát tiết ra một cách hoàn hảo. Bởi vì hồi nãy, bây giờ nó lén nè, tại vì tôi chưa có ra, tôi nó lén liền. Hồi nãy đó, thật ra tôi thấy là, thí dụ như cái hồi nãy chị Hai có nói một cái chỗ là về mặt xử lý, là tại sao là nghe tin một cái người chồng đã mất, thì cái người vợ vừa thốt lên cái là tắt đèn liền, mà tại sao không để cho cái người vợ đó khóc. Thì riêng tôi thì tôi nghĩ là có thể đó là một cách xử lý của đạo diễn, bởi vì cái chỗ đó người ta để dành lại để người ta sẽ xử lý cái chỗ xúc động ở một lớp diễn khác đó, thí dụ như vậy. Cho nên tôi mới nghĩ là một cái tác phẩm sân khấu mà nó thành công, nó hội tụ rất nhiều cái yếu tố, bởi vì thí dụ như, và đặc biệt là những cái vở bi kịch mà các bạn có thể tưởng tượng coi, nó có năm hồi bảy cảnh gì đó mà cảnh nào cũng khóc thì chết, khán giả chỉ có chết và thị lực giảm sút. Thì cho nên một trong những cái xử lý của cái người đạo diễn, người ta giỏi là người ta biết cái chỗ nào là chỗ chính và chỗ nào là chỗ phụ, cho nên đôi khi người ta ém cái chỗ này lại để người ta bung cái chỗ khác ra đấy. Vâng. Mà thường thường nghệ sĩ, mà cái người nghệ sĩ trình diễn, tôi hay bị một cái nhược điểm là đã muốn bộc lộ cảm xúc là bộc lộ cho hết, cho nó đã đó. Thành ra đôi khi cái sự bộc lộ của mình lại để kém đi cái giá trị. Đó. Cho nên cái người nghệ sĩ mà tài hoa là cũng diễn cũng phải biết để dành cái chỗ nào là chỗ chính và cái chỗ nào là chỗ phụ đó, để mình đạt được cái hiệu quả cao nhất. Và cái người nghệ sĩ phải biết tiết kiệm sức khỏe nữa, thiệt đó nha, cái này là kinh nghiệm ghê lắm á. Biết tiết kiệm của sức, thí dụ như gần đây thì ở chỗ sân khấu kịch tụi tôi có cái kịch cộng đồng á, là hồi đó tôi diễn cách đây là 15 năm, mà hồi đó tôi diễn tôi là chứ nghĩa là tôi còn trẻ hơn giờ rất là nhiều, mà tôi diễn cái đó xong thì diễn mệt lắm. Còn bây giờ thì tôi cũng diễn y vậy mà không mệt bạc, lại khỏe hơn. Một phần cái chuyện là mình giữ được sức khỏe, cái thứ hai là mình đã có đủ kinh nghiệm nghề nghiệp để mình liều lượng cái chỗ nào mình tung chiêu ít, chỗ nào mình tiêu nhiều đấy. Chúng ta cũng đã vừa xem một cái trích đoạn như thế này, và trong cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về một chút về cái gọi là mẹ trên sân khấu Kim Cương và những cái hình tượng người phụ nữ, những cái vai diễn mà đã để đời của nghệ sĩ Bảy Nam và nghệ sĩ Kim Cương. Và trước khi chúng ta cùng nhau đến với cái phần chia sẻ thì không biết các bạn sinh viên có những câu hỏi nào đối với hai nghệ sĩ ở đây mà các bạn rất là mong muốn, và đây là một cơ hội để cho các bạn chia sẻ không ạ? Dạ, tôi nghĩ rằng cái tiết mục mà để trao đổi với nhau thì là cái hấp dẫn hết á. Dạ, bởi vì có những câu hỏi mà tôi biết rằng mấy em muốn hỏi chị Kim Cương, hỏi anh Lộc từ đó thì ông có chị già hỏi. Nhưng trước khi mấy em hỏi, cho phép chị hỏi em Lộc trước nha. Đồng ý không? Mới nói xong xong. Tiết mục phỏng vấn bắt đầu ạ. Để thưa anh Lộc. Dạ, chị ơi đừng làm em tổn thọ hả chị? Tôi là một cái người xa sân khấu mười mấy năm rồi. Có thể nói là tôi rất là đầy mốt, nghĩa là lỗi thời. Cái cảm nhận của khán giả
hay là cảm nhận của Nguyễn Thị Chung. Nhưng tôi có một vài cái tôi thắc mắc là sao lúc này anh em nghệ sĩ Tấu Hài sao mà có những câu thô bỉ quá, thô tục quá trên truyền hình hay trên sân khấu. Tôi không tin rằng khán giả đều thích cái đó. Nhưng mà bị tôi ngoài nghề rồi, tôi ngoại đạo rồi, tôi không dám phê bình. Không biết rằng tại vì khán giả hay tại vì sao mà có cái hiện tượng như vậy. Bởi vì tôi nhớ, xin lỗi tôi nói hết, nhớ hồi đó tôi có học một câu của ông Khổng Tử đó, là một người thầy thuốc dở chết một mạng người, một người lãnh đạo dở chết một nước, nhưng một người làm văn hóa dở chết cả một thế hệ. Thành ra tôi không tin rằng khán giả đồng ý với những cái mà phản cảm như vậy. Nhưng mà tôi thấy càng ngày càng nhiều lọc về cái người có uy tín thế giới và có người nắm rõ cái tình hình sân khấu cắt nghĩa cho tôi cũng như các em nghe tại sao có cái hiện tượng. Dạ thưa chị, may mắn mà tới bây giờ em là cái người mà vẫn còn tiếp tục đứng trên sàn diễn, vẫn còn hoạt động trong giới nghệ thuật trình diễn, cho nên mình cũng là một nhân chứng để mình thấy cái sự phát triển của cái nơi mà mình làm nghề. Em nghĩ đó là một sự phát triển của xã hội nói chung và không phải chỉ có ở Việt Nam. Em nhớ có một khoảng thời gian cách đây khoảng 10 năm trước, hơn 10 năm trước, nghe cả khán giả ở Mỹ xem phim Mỹ mà người ta cũng viết trên những cái trang cá nhân riêng của họ, họ cũng phàn nàn rất nhiều về cái chuyện là tại sao trong điện ảnh Mỹ hiện giờ người ta dùng cái chữ phát rất là nhiều. Hầu như nhân vật nào cũng phát you. Chỉ có cần em dịch phát you là cái gì không chị? Dạ. Đấy, và thí dụ như đó là những cái từ ngữ đại chúng ngoài xã hội. Và người ta phàn nàn, và trong kịch nghệ của Mỹ cũng xuất hiện những cái từ đó rất là nhiều. Thì người ta nói là cái đó là cái sự phát triển của xu thế thôi. Tại vì xã hội ở Mỹ vào cái khoảng thời gian đó, người ta trở nên thô lỗ. Người ta thô lỗ rất nhiều ở ngoài đời. Hình như bây giờ vẫn còn vậy. Mà nghệ thuật suy cho cùng, ngoài cái chuyện nó là cái đưa người ta đến những cái giá trị chân thiện mỹ, nó còn có một cái chức năng là nó phản ánh hiện thực đời sống. Cho nên cái chuyện mà cái chuyện mà phản ánh là cái chuyện phải có, và nó được gạn lọc như thế nào là chuyện của người nghệ sĩ. Bởi vì đôi khi mình nói về cái chuyện duy mỹ ha các bạn ha, thì hồi nãy mình nói đến những cái giọt nước mắt. Cái giọt nước mắt mà nó rơi đúng lúc thì nó là hạt kim cương. Cái giọt nước mắt mà nó rơi không đúng lúc, nó quặt nó quá nhiều thì nó chỉ là cái romine mà thôi. Thì trong nghệ thuật, nếu mình đứng ở một cái góc độ tích cực, thì một cái câu văn, một cái câu thoại thô tục, nhưng nếu nó xuất hiện đúng lúc thì nó sẽ nâng cao cái giá trị của cái lớp kịch đó, hoặc nó phản ánh đúng một cái điều mà cái người tác giả và cái người đạo diễn này có thực sự muốn làm. Nhưng nếu nó xuất hiện quá nhiều thì đúng là nó trở thành rác rến. Cho nên cái vấn đề ở đây là cái sự kiểm soát của người nghệ sĩ và những người làm ra cái sản phẩm. Tôi vẫn còn nhớ, vẫn là câu chuyện trước 75, đoàn cải lương Tân Tiến Hương Mùa Thu là một trong những đoàn cải lương vào thời điểm đó được xem là đoàn cải lương văn minh nhất thời đại. Xin lỗi, về mặt doanh thu vượt qua mặt đoàn Thanh Minh Thanh Nga luôn. Bởi vì sao? Cái đoàn đó hát cải lương nhưng mà chỉ hát tuồng xã hội, và đưa được những cái thế mạnh của nhạc kịch Broadway của Mỹ vào. Tôi nghĩ là ca cải lương mà có nhảy thiết hài, có nhảy sexy, có ca tân nhạc, đưa tân nhạc vào như một lớp, như là musical vậy đó các bạn. Đó, thì cho nên được mình nhắc là đoàn cái lương Tân Tiến. Thì tôi nhớ một trong những cái vở tuồng mà gây một cái sốc rất mạnh trong giới báo chí thời đó là tôi nói chuyện trước 75 đấy nghe. Cái vở tên là Tiến Xuống Một Giờ Khuya, thì cái nhân vật cứ cô gái điếm là em ruột của cái nhân vật nữ chính. Thì cứ cô đó khi lên Sài Gòn, đất Sài Gòn, và trở thành một cái cô gái điếm lừng danh,
Và lần đầu tiên trong lịch sử trang phục của sân khấu cải lương, người ta dám mặc cái mini jeep bước lên sân khấu. Hồi xưa cải lương không ai dám mặc mini jeep hết á, mặc có đầm thì là đầm xòe ra và tới đầu gối. Còn chiếc cô diễn viên đó là nghệ sĩ Bo Bo Hoàng, bây giờ cô đó đã từng đoạt cái giải Thanh Tâm vì cái giai đó luôn. Đoạt giải Thanh Tâm là một cái giải thưởng cao quý của cải lương, mặc cái mini jeep ngắn lên tới đây. Mà lúc đó chỉ mặc cái jeep đó, chỉ còn mắc cỡ chứ không dám mặc. Thì tôi còn nhớ là ông đạo diễn kim rồi trưởng đoàn mà cũng là tác giả của cái vở Đụng Đá là ông Thu An. Thì ông mới động viên khuyến khích kinh khủng thì chị mới dám mặc cái mini jeep. Thì trong đó nó có một cái câu thoại khi mà cổ chửi cái anh Marco, đẹp nói là phải, cái xã hội này phải có nhiều thằng Marco như mày nó mới lòi ra tao là một con đỉ. Lần đầu tiên trên sân khấu cái lương dám dùng cái chữ đỉ trên sân khấu là một từ vô cùng cấm kỵ, và nó gây một cái sốc trên giới báo chí truyền thông lúc bây giờ, rồi hồi xưa gọi là giới kịch trường, tức là giới báo chí mà chuyên viết về sân khấu đó. Có người thì khán giả thì chửi, khán giả thì cái này lạ quá, cái này là một cuộc cách tân mới mẹ của cái lương. Nhưng mà cuối cùng thì nữ nghệ sĩ Bo Bo Hoàng lúc đầu là rất ngượng ngùng khi mà nói cái chữ đó trên sân khấu, nhưng mà sau này khi chị diễn nhiều lần rồi thì rất trở thành nhuần nhuyễn, thì chị đạt cái giải nữ nghệ sĩ đoạt giải Thanh Tâm vì cái bài đó. Và tôi nhớ sau này 75 trên sân khấu của nhà hát kịch 5B Võ Văn Tần có cái vở Chuyện Bây Giờ Mới Kể đấy, thì có một cái nhân vật là do nghệ sĩ ưu tú Thành Hội đóng, là một cái anh chủ tịch xã. Ảnh yêu cái cô này quá, bà này là một cái bà phụ nữ đã có chồng, yêu quá mà nó là chủ tịch xã nhưng mà ở dưới quê đúng không, thì cái trình độ học vấn đâu có bao nhiêu. Thì cái anh này ảnh cứ theo, ảnh cứ cưa cái bà này, bà không chịu. Ông tức quá, ông buông một cái câu là đủ má tôi yêu em. Có, em đã đi coi vở kịch này và có, đúng là có cái câu đấy. Dạ, thì cái đó là một cái câu thoại nổi tiếng của ông Thành Hội luôn đó. Và tôi còn nhớ là khán giả khi mà cái nhân vật này chửi là một cái, khán giả vỗ tay quá trời vỗ tay luôn đó. Thì tôi nghĩ đó, dạ thì chị, theo em đó là nghệ thuật đời sống. Nó đúng là đôi khi nó sẽ trở nên thô thiển, tục tiểu với người có quan điểm này, nhưng nó lại trở thành giá trị và tìm được sự đồng thuận ở những khán giả có quan điểm khác. Cái vấn đề là khi nó xuất hiện đúng lúc thì nó giá trị, khi nó xuất hiện không đúng lúc thì nó tệ. À, tôi vẫn còn nhớ trong bộ phim Hai Phượng của cô Thanh Vân, Hai Phượng đi tới đâu gặp bất cứ kẻ nào cũng đều nói là con tao đâu, con tao đâu. Thì có một anh đạo diễn ở bên Mỹ, Việt Kiều, anh phê bình ở đó là phim dung tục, dùng những cái lời lẽ xưng tao mày với nhau như vậy là thô và làm cho người ta bị ấn tượng xấu về ngôn ngữ của người Việt. Các bạn thấy hợp lý không? Tại vì Hai Phượng là một cái người vô học, một người đàn bà vô học, lam lũ, mà con người ta bị bắt cóc đến như vậy, bà lăn lộn đi khắp tỉnh này qua tỉnh kia, để cuối cùng hỏi là con tao đâu, không lẽ con tớ đâu rồi cậu? Đấy, cho nên dạ thưa chị và em và trong cái xu thế đó thưa chị hai, thì có những cái sản phẩm mà người ta không có liều lượng được cái ngôn ngữ văn học đó, thì nó sẽ trở thành thô thiển. Cho nên cái điều mà nghệ sĩ Kim Cương cảm thấy bất bình về điều đó thì tôi nghĩ nó cũng hợp lý, không có gì sai cả. Cái vấn đề ở đây là đấy, cho nên cái tay nghề nó hơn nhau ở cái chỗ là biết kiểm soát đúng lúc đúng chỗ thì nó sẽ trở thành có giá trị. Còn cái chuyện mà bây giờ bản thân em có làm được gì cái điều đó hay không thì chắc là không được chị ơi, tại vì mình chỉ có thể làm được, mình sửa sai cái điều đó bằng chính bản thân mình. Mà nếu như cái sự truyền cảm hứng của mình nó có đến được với đồng nghiệp hay không thì cái đó là cái chuyện lực bất tòng tâm. Ai cùng suy nghĩ với mình thì người ta sẽ làm cái việc đó. Dạ. Chị ơi, em trả lời vậy được mấy điểm? Dạ, vậy chưa thôi mà anh chịu thôi à, chứ không biết sao giờ nữa. Bởi vì chị hiểu là cái ý Lộc nói là liều lượng cho nó đúng lúc, đúng chỗ thì đúng lúc, thì cái nghĩa nó khác rồi. Dạ. Đúng không? Còn cái chị nói đây là nói những cái người mà cố tình gài vô những cái đánh vào cái thị hiếu
nghĩa là hơi thấp của khán giả để lấy những nụ cười đó đó. Dạ. Bởi vì theo chị đó thì cái ảnh hưởng của người nghệ sĩ mạnh lắm. Không biết các bạn không biết đó, chứ còn tôi trong mấy đời trong nghề hát cũng là nghĩa là khi người nghệ sĩ diễn hết lòng mà nắm được khán giả như Lộc nói là nắm đó, khán giả quên đó là sân khấu, thấy là ngoài đời. Một kỷ niệm và cả đời tôi không quên, mà tôi viết trong cuốn hồi ký mà thành Lộc đọc cho tôi hôm qua đó. Tôi ngồi tôi nghe là cái chuyện hát lá sầu riêng ở Quảng Trị, thì hát cho mười mấy ngàn người coi ở dưới ngoài Quảng Trị hát qua trời á. Thì bà Tí Hoa bà nói má tôi gấp gạo về, không có chuyện sao mà mấy người ở khán giả dưới có cái bà đó xăm xăm leo lên. Ê, mũi già, nên tao ngồi dưới này đã về tao thấy bà Bảy Nam không có ăn cắp cái gì của mày hết á. Mày mà nói bà Bảy Nam gì nữa tôi quánh thấy mẹ mày. Thì tôi thấy cái tác là sự cái ảnh hưởng của người nghệ sĩ, một lời nói của người nghệ sĩ rất là quan trọng. Thì chị gác kiếm rồi, chị rút lui rồi, thật sự em làm sao em kiếm cái liều lượng em ấy là chị. Nhưng mà chị công nhận là ê con quỷ già, với là tao đến thấy mẹ mày nó dễ thương lắm chị. Nó thấy không, toàn những lời thô mà nó dễ thương. Thưa chị, em hiểu mà, em hiểu, em nói cái ngay cả cái sự nổi giận của chị là cũng hợp lý, không có gì sai cả. Mà tôi cũng tin là ngay cả trong công chúng của mình, khi người ta xem những cái chương trình truyền hình mà người nghệ sĩ không có kiểm soát được cái ngôn từ của mình á, thì dĩ nhiên quý vị cũng có quyền phản ứng. Dạ. Và tôi nghĩ là cái quyền phản ứng đó là quyền tự do của mình đó. Tại vì mình không phản ứng thì nghệ sĩ ta tưởng ta làm gì đây. Và có thể là cái buổi hôm nay khi mà các bạn đến đây, những cái sự hiện diện của các bạn cũng là một cái minh chứng cho một cái lớp trẻ chúng ta biết chọn lọc cái gì đáng nghe, cái gì đáng xem và cái gì đáng hứng thụ, phải không các bạn? Và hy vọng các bạn cũng sẽ lan tỏa được một cái tinh thần đó với nhiều người bạn trẻ của mình hơn, để chúng ta cùng nhau làm sao chúng ta gìn giữ một cái văn hóa nó được văn minh, mà nói như thầy Khê là còn văn hóa là còn dân tộc mà. Chúng ta nhìn nhau cùng nhau là một dân châu Á da vàng hết, thì chúng ta làm sao phân biệt được một cái nền văn hóa đặc biệt. Thì đấy, không phải các bạn mà mọi người nữa, qua những cái buổi như thế này được trò chuyện và có một cái cơ hội quý báu với các nghệ sĩ, hy vọng các bạn sẽ mang được tinh thần đó lan tỏa nhiều hơn trong cái cộng đồng bạn bè, các bạn trên mạng xã hội của mình ha. Thế còn dạ. các bạn có câu hỏi gì? Dạ vâng, dạ. Chắc là xin được phép mời. Dạ. À kìa, có mời giơ tay kìa. Xin mời bạn. Bạn có thể lên đây không? Để có thể. Dạ, chắc có micro. Rồi bạn áo vàng cứ bình tĩnh ha. Rồi xin mời bạn giới thiệu về họ tên và alo, trường nào ha. Dạ em tên là Minh Anh, em đến từ trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ thì em kính chào thầy cô, các bạn, các anh chị và các bạn ở đây cũng như là cô Kim Cương và chú Thành Lộc và thầy MC. Dạ. Cảm ơn em đã luôn đốt tinh thần cho nghệ sĩ Kim Cương, cô Kim Cương, chú Thành Lộc. Xin phép. Dạ thì theo như tâm trí của em thì chú Thành Lộc là một người đem lại cái tiếng cười nhất là gắn liền với em là sân khấu thiếu nhi. Dạ thì có những cái vở kịch mà nó được diễn đi lại nhiều lần như là Tấm Cám, thì hầu như là suốt diễn này cũng thấy là nhiều người ta đến xem và hầu như là kín vé hết. Thì không biết là cái năng lượng nào mà chú lấy cái cảm hứng từ đâu mà có thể khiến mà khán giả có thể quay trở lại và xem, hầu như là lúc nào cũng cảm thấy cái vở diễn nó rất là mới và cái nhân vật nó rất là mới, nó không có gì nhàm chán hết và lần nào cũng là cửa rất là sáng khoái. Năng lượng đó hả, là từ khán giả đó chứ đâu, tại vì còn xem thì còn diễn thôi. Cái vở Tấm Cám mà hiện giờ, cái bản diễn mà hiện giờ các bạn thấy đó, thì tôi cũng xin được nói cho nó rõ thôi. Cái Tấm Cám mà các bạn xem ở trên YouTube á, là Tấm Cám phiên bản dành cho thiếu nhi, là cái chương trình nghệ sử ngày xưa. Cho nên cái này nói nhà sợ chị Kim Cương chỉ chửi tôi nữa nè,
là cái bản diễn đó là cái bản diễn dành cho thiếu nhi, cho nên cái câu chuyện kịch bản lời đối thoại là nó hoàn toàn nó ổn định lắm. Bởi vì mình diễn cho trẻ con coi mà, còn cái phiên bản hiện bây giờ là phiên bản dành cho người lớn đó, thành ra nó khác rồi chị Hai ơi. Anh ơi, em có bật mí là trên mạng nó có một đoạn hơi lậu lậu, em nhỏ xíu, em có coi lấy thì thôi cái đó mình vui vui với nhau thôi, để cho mình không có cái sự so sánh á. Nhưng mà rõ ràng là cái năng lượng đó là thật sự là, nếu mà mình nói là một cách rất là bài bản, tức là thì nó là cái nghề của mình, cũng như các bạn yêu cái nghề mà các bạn đang theo đuổi thì mình cũng yêu cái nghề mình đang theo đuổi. Tại vì cái nghề diễn viên nó có cái này, mỗi một người người ta chỉ sống có một cuộc đời của người ta, cùng mình sao tự nhiên ông trời ông cho mình có khả năng mình sống được tới hàng vạn cái cuộc đời của nhiều người khác nhau. Nếu mình có cơ may mình được nhận nhiều cái vai khác nhau là mình sống cuộc đời của người ta nữa, cho nên nó đã lắm. Mỗi một đêm diễn mở màn ra thì giống như một sự phiêu lưu của tâm hồn vậy đó, mình được nhập vô một cái vai khác, một cái cuộc sống nó không phải của mình, nó là một cái con người khác, nó cho nên nó vui lắm. Thành ra mình được lặp đi lặp lại cái điều đó nhiều lần là một. Cái thứ hai nữa là cái nguồn năng lượng đó là mình nói đúng luôn là từ khán giả mà ra. Tại vì mình còn diễn, mình còn nói, người ta còn cười, người ta còn vỗ tay, có nghĩa là người ta còn chấp nhận mình, thì tự nhiên nó cho mình cái động lực. Các bạn biết nhiều khi cả ngày làm việc, đi quay phim mà đi nhiều cái công việc khác về rất là mệt, nhưng mà tự nhiên uống xăm, uống thuốc, giọng có hơi rè, hơi mệt chút xíu, nhưng mà mình có những cái gì đó mình nó hỗ trợ. Rồi khi mà màn mở ra, mình bước ra sân khấu, các khán giả vỗ tay cái rần ra là rồi thôi, giống như mình bị lên đồng. Là bởi vì nó có một cái điều như thế này nè, người ta mua một cái vé rất là khó, khó lắm. Người ta xếp hàng dài, người ta mua cái vé thì đâu phải để người ta vô đó người ta coi mình làm cái chuyện tào lao được. Thành ra khi mà mình bước ra sân khấu, người ta vỗ tay và tôi bắt gặp những cái ánh mắt, người ta cứ trân trân, người ta nhìn mình và người ta chờ đợi mình nói một cái điều gì, diễn một cái điều gì, cho người ta cười hoặc cho người ta khóc, thì tự nhiên cái thấy cái trách nhiệm ở trên vai mình nó nặng. Thì mình không thể làm cái chuyện đó một cách thờ ơ được. Hồi xưa tôi vẫn còn nhớ mà, tôi gặp chị Cẩm Vân, có những lúc khàn, ca sĩ Cẩm Vân á các bạn, khàn đặc cả tiếng, mà khi chị ra sân khấu là thôi, như đúng là ai nhập vậy bà chị, hát hết mình. Trước đó nữa là còn có một nữ ca sĩ nữa là Ngọc Bích cũng vậy luôn. Thì cũng là chị ơi, chị hát cái kiểu này là chị banh họng đó chị ơi, rồi làm sao mà còn xong này chứ. Nói chứ bây giờ em coi mở màn ra mình thấy khán giả ngồi đông nghẹt, mình đâu có dưỡng sức được, thì có nhiều sức hãy bung ra hết rồi sau đó tính sao đó. Thì mình thấy là cái đó không phải chỉ có mình cá nhân tôi thôi bạn, mà bất cứ nghệ sĩ nào mà người ta thật sự người ta trọng nghề và trọng chính mình đó, thì người ta luôn luôn phải làm như vậy, là không có muốn để cho khán giả xem mình người ta thất vọng cái điều gì cả. Chỉ có một cách giải thích vậy thôi. Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc. Xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Đây, xin mời bạn. Dù cái tay đưa lên bác. Chắc là ban tổ chức phối hợp mà hai người cùng đi đưa micro ha. Thấy bạn áo vàng này chạy cũng hơn giải việc giả đó. Các bạn sẽ hỏi câu hỏi ngắn để chúng ta còn có thời lượng cho những bạn khác với những cái dạ, kính nha. Thưa quý thầy cô và kính thưa cô Kim Cương, chú Thành Lộc. Thì có thể nói rằng là em tên là Tâm Anh, em đang học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thì có thể nói rằng là hình ảnh cô Kim Cương là hôm nay mới được gặp bằng da bằng thịt. Hồi đó là bà ngoại với mẹ toàn là bắt ngồi coi Lá sầu riêng. Mà hồi nhỏ không có hiểu, cái mẹ quay qua mình hỏi sao mày chưa khóc. Tới ngày hôm nay thì coi là không cầm được nước mắt. Còn chú Thành Lộc thì ngày đó coi Chị Ba yêu cưng ấy chứ, ở trong xứ sở Phù Tang là. Hồi nãy em có nghe nói tới cái biến cố năm 1975, và cái biến cố đó nó thay đổi cả cái giá trị nghệ thuật, từ cái tính mang tính truyền giáo, tuyên truyền, nó chuyển sang hoàn toàn là giải trí. Em muốn hỏi thêm là vậy thì ngoài cái việc mà của thời đại xã hội năm 1975, thì có thể nào là cái sự phát triển của điện ảnh nó cũng có một cái tác động nào đó lên kịch. Em muốn hỏi thử là những, ví dụ như cô Kim Cương và chú Thành Lộc thì đã có những cái trải nghiệm như thế nào về cái sự tác động của điện ảnh lên trên kịch. Ví dụ như em thấy hồi nãy cô Kim Cương có nói cái chi tiết mà làm kéo cái nến xuống á, nếu như cái đó mà được quay lên điện ảnh có khi người ta cắt đi, hoặc là người ta kêu diễn lại, thì cái hiệu quả giãn cách nó sẽ hoàn toàn khác.
Thì em muốn hỏi là vậy thì cái sự tác động của điện ảnh lên trên cái việc kịch của ngày hồi đó và ngày hôm nay thì nó khác nhau như thế nào? Dạ. Không có được, phải người lớn nói trước. Dạ, chắc xin mời cô hai chị cho. Chị nghĩ hát lâu rồi, chị ngoại đạo rồi. Bạn cái không? Không, nhưng mà em nói xong chị phải nói. Dạ, chắc em nó cũng muốn biết là ở trước năm 75 thì cái điện ảnh đấy. Thật ra tại vì nè, cái này tôi nói thay, nói dùm để cho chị Kim Cương có hứng nói tiếp. Nữ ca sĩ Kim Cương mà ai nói là chỉ là một kỳ nữ Kim. À, cái chữ kỳ nữ đó, tại sao là kỳ nữ? Ngọc vào cái thời điểm đó là một cách diễn không thể khác được, rất là xuất sắc. Đó là một cái cô làm nghề giáo viên, một cái phụ nữ đã luống tuổi, đã không còn cơ hội để chạy theo những cuộc tình, nhưng mà rất là điệu đàn, rất là sống, cứ luôn luôn cứ nghĩ mình là một cô gái vẫn còn xuân sắc. Đó là một cái nét diễn rất là duyên của chị. Tuy nhiên nó cũng có mang một cái hàm ý là một cái người phụ nữ cam chịu người khác bày ra số phận cho mình chứ không có vượt qua cái số phận đó. Dĩ nhiên tác giả Ngọc Linh viết cái vở kịch này đều có những cái ẩn ý cho từng cái nhân vật để nói lên một cái bối cảnh xã hội mà ông cũng muốn nó được được khác đi, được tốt hơn. Cái đó là chức năng của nghệ thuật mà. Người ta gửi gắm vào một cái câu chuyện là một nhân vật nào đó, một cái ý tưởng nó mang tính xã hội. Chứ không đơn thuần là chỉ viết một cái nhân vật để cho có cho cái câu chuyện vậy thôi. Nhưng mà khi cái bản dựng này nó được dựng lại ở trên sân khấu này là cũng nhân dịp kỷ niệm ngày mất của tác giả Ngọc Linh, thì chúng tôi cũng muốn dựng lại vì chúng tôi thấy cái kịch bản này cũng hay, hợp với khán giả miền Nam. Cái câu chuyện đơn giản, người miền Nam có cách viết kịch rất lạ các bạn, nó đơn giản như củ khoai củ sắn vậy đó. Cho nên cái người mà hời hợt thì sẽ nghĩ đây là một cái câu chuyện bình thường, một câu chuyện gia đình bình thường. Nhưng mà người sâu sắc thì sẽ qua một cái câu chuyện bình thường như củ khoai, củ sắn, người ta sẽ tìm ra được cái ẩn ý mang cái tính triết học cũng không nhỏ đâu. Mà ông Ngọc Linh là một trong những người tác giả viết kịch như vậy đó. Thì nhưng mà cái việc mà giao cho tôi đóng vai cái cô giáo này thì lúc đầu á, nó chỉ vì một cái lý do đơn thuần thôi các bạn, doanh thu. Để cho ông Lộc giả gái là để bà dễ bán vé. Chứ bây giờ kịch nó kỳ các bạn ơi, bây giờ mà tôi không giả gái khán giả không chịu coi, nó bực mình gì đâu. Mà tại vì hồi đó mình nổi tiếng đâu phải từ những vai giả gái đâu, giả gái chỉ là một trong những trên cái hành trình trong sự nghiệp của mình thôi. Nhưng mà tự nhiên càng lúc có nhiều người còn nói là không thích chú Lập đóng cái gì mà nó quái đảng, nó lập dị, chứ chú diễn thường thường để người khác người ta đóng. Ông ca sĩ Quang Lê, ông cũng kỳ, ông gặp tôi, có ai gì mới không? Nói cho em đi coi, mà phải giả gái mới được, nha, không giả gái em không coi. Thì lúc đầu thật sự là khi giao cho tôi đóng cái vai đó là chỉ mục đích để bán vé, vậy thôi. Nhưng mà thật ra bản thân tôi cũng có cái tự ái nghề nghiệp của mình, tôi nói không có được. Nếu như mà chỉ giả gái một cách bình thường rồi để bán vé để doanh thu, thì bản thân mình sẽ đi vào một cái lối mòn. Bản thân mình sẽ tự làm thường mình đi. Tại vì tôi cứ nghĩ là Thành Lộc đã không giả gái thì thôi, giả gái phải có vấn đề. Tại sao giả gái? Chứ không phải vì mục đích bán vé kiếm tiền, nó phải có vấn đề mới như vậy. Cho nên tôi mới tìm cái cách diễn của mình. Nó trong đó nó có nguyên một ai, xin lỗi, ở đây anh đã xem vào đó rồi. Rồi cảm ơn các bạn. Thì trong đó nó có nguyên một cái đoạn độc thoại của cái bà này, nói với cái cô cháu: con biết không, vì ba đã từng lén má con, vì ba uống rượu, vì ba hút thuốc, vì ba tàn phá cái giọng nói của vì ba, nó không còn nữ tính nữa, để cho đàn ông nó sợ dì ba, nó không tới với dì ba nữa. Riết rồi đám học trò nó tưởng dì ba là les đó con. Là tại sao? Cái lớp đó là lớp tự tôi chế ra, chứ tác giả Ngọc Linh không có viết cái đó. Tại vì sao? Để mình lý giải tại sao có giọng đàn ông, tại sao trong cái cơ thể của một người đàn bà lại có giọng nói của người đàn ông, chứ tôi đâu có giả giọng nữ được. Thì mình phải nghĩ cái giọng bị đàn ông là nó hợp lý nè, là bởi vì bà phá cái giọng của bà cho nó ra đàn ông.
là một. Cho nên tôi mới phá luôn cái tính cách của nhân vật mình là bà này rất thích chửi thề mặc dù làm nghề nhà giáo. Là bởi vì bà làm nghề nhà giáo là bởi vì để bà trả ơn bà chị của bà nuôi bà ăn học. Chứ nghề nhà giáo là ước mơ của bà chị chứ không phải của bà. Và bà cam tâm bà đi làm cái nghề bà không thích để trả ơn. Trả ơn cái người đã nuôi mình. Đó. Tại vì xem người chị mình như là người mẹ của mình vậy. Trả ơn. Trong cuộc đời đôi khi chúng ta cũng gặp những chuyện đó đúng không các bạn? Chúng ta phải làm thì các việc mà chúng ta không thích bởi vì làm cho người khác vui. Rồi một cái điều nữa là trong cái gia đình ngôi nhà không có đàn ông mà. Đây là những cái nhân vật đàn bà sống trong một cái nhà rất ghét đàn ông, rất thù đàn ông vì định kiến đàn ông sống không có chung thủy. Cho nên, nhưng mà một cái ngôi nhà mà không có đàn ông thì chống chọi sao với những cái việc mà phải có sức của đàn ông mới làm được. Cho nên cái bà tôi mới nghĩ là chỉ có cái tính cách bà này đôi khi bà như một người đàn ông. Cho nên cái chuyện mà tất cả mọi thứ trong cái nhà này một tay bà làm hết. Đóng cái bục, đóng cái gỗ, đóng cái giường, thay bóng đèn. Là do cái bà này bên cái nhân dáng của một người phụ nữ luôn luôn mặc áo dài rất là thước tha. Nhưng mà ở trong trường thì về nhà là một thằng đàn ông thô lỗ, cọc cằn, ức chế chứ. Một người đàn bà mà cả đời chưa có hơi đàn ông, ức chế chứ. Nhất là vào cái giai đoạn tiền mãn nữa. Đấy. Thì làm sao mà không quạo quọ cho được tâm lý em cũng được, phải không chị? Đó. Cũng nghiên cứu kỹ lắm. Đấy. Cho nên luôn luôn bực dọc, khó chịu, mở miệng ra là chữ thề. Bởi vì bà cảm thấy chỉ có chữ thề bà mới cảm thấy bà đã thôi, bà mới đúng là bà thôi. Bởi vì nhưng mà bà thích đàn ông hết, nhưng mà tại vì tập thù đàn ông đó, đó. Cho nên cái nhân vật này là một bên ngoài làm cho khán giả cười, nhưng mà cái sâu xa trong cái nhân vật, cái lõi của nhân vật này là một bi kịch. Cái nhân vật này có một cái đoạn đó là tới từng tuổi này dì ba mới hiểu một điều chân lý, à quên, hạnh phúc không phải là một thứ chân lý đóng khung do một người đặt ra rồi bao nhiêu người khác cứ nhìn như thế vỗ tay khen ngay và sống như cái người đó. Sai. Hạnh phúc như thế nào là tùy góc độ sống của mỗi người. Cái câu này chú Ngọc Linh viết đơn giản lắm, tôi thêm vào rất nhiều ý là để làm sáng tỏ cho cái nhân vật của mình. Tại vì mình đã thế vai một cái người đã quá thành công, quá xuất sắc là chị Minh Ngọc, thì mình đã thế chắc chắn thế nào cũng gặp so sánh. Người ta phải so sánh bản 1 và bản 2, bản nào hay hơn. Thì bây giờ chỉ có cách là phải bản 2 phải là một cái bản khác hẳn, là một cái góc nhìn khác mà thật rõ ràng cũng đúng cái bối cảnh góc nhìn về nhân sinh quan của một cái vở kịch cách đây đã gần 20 năm với một vở kịch nhìn xã hội với một góc nhìn đương đại, nó phải khác các bạn ơi. Tồn tại khách quan quyết định ý thức chủ quan, đúng không? Cho nên cái xã hội đó thay đổi thì cái lập trường mình nó cũng phải thay đổi chứ. Nó phải thay đổi. Tại vì mình phải thích ứng để mình tồn tại với cuộc sống. Cho nên cái bản diễn của Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông bây giờ các bạn xem rõ ràng nó đã có một cái quan điểm khác. Nó mới hơn, nó lạ hơn. Và tôi thấy đứng ở một góc nào đó thì nó có một cách nhìn nhân văn riêng của nó. Và đó là cách đứng về mặt mà tự ái nghề nghiệp của một người nghệ sĩ, thì đó là cách làm cho mình tồn tại, mình không bị lạc hậu với thời cuộc. Đó là cách trả lời của tôi. Cảm ơn anh. Ở đây có bạn nào sinh viên khoa triết không? Nếu mà có bạn nào thì các bạn có thể là ứng dụng cái bài học vừa rồi của anh vào trả lời một cái bài để qua môn ạ. Dạ. Chúng ta sẽ dành một câu hỏi cuối cùng trong buổi ngày hôm nay dành cho các bạn ở phía trên lầu. Không biết bạn nào có câu hỏi hay không? À đây, rồi xin mời bạn. Dạ xin chào quý cô chú, quý thầy cô và các bạn có trong hội trường ngày hôm nay ạ. Em là Minh Phụng, em đến từ Đại học An Giang. Wow. Là bạn vừa đến đây á? Dạ em ra trường và em công tác trên đây rồi. À. Xin lỗi bạn, Đại học Dân Gian hả? Dạ An Giang ạ. À, An Giang à. Dạ con có một câu hỏi muốn dành cho cô Kim Cương ạ. Dạ là con có thắc mắc là kịch trước năm 1975
thì lấy cái cột mốc mốc năm 1975 là làm cái định hướng. Thì vậy thì như vậy thì kịch của cô thì con thấy là ở trong đó thì có rất nhiều cái vai nói về cái chính trị thời trước, nhưng mà cô vẫn diễn được những cái vai đó, đưa những cái vai của chính quyền thời trước vào để phản ánh như vậy. Thì không biết là lúc bây giờ thì cô có gặp cái khó khăn gì trong cái sân khấu của mình ạ? Dạ, câu hỏi con hết ạ. À, xin được cảm ơn bạn. Ví dụ như cái nhân vật thầy giáo là bị đồn là cộng sản, là bị bắt như kia đó. Đó thì như vậy thì có gặp cái sự kiểm duyệt của chế độ trước không? Dạ cảm ơn em đã có để ý mà nói tới một cái vấn đề mà ít có ai thấy tới. Ở đây chị cũng xin tâm sự. Là chị từ đó tới giờ đó, là chị quan niệm là chị không biết làm chính trị. Dạ. Rồi thiên hạ đồn chị là thượng tá gì thì không có, chị không biết gì hết trơn á. Chị không có gì hết trơn, chị không biết mấy ông gì cầm gì hết trơn á. Nhưng mà trong mỗi cái trách nhiệm của mỗi người nghệ sĩ thì chị chọn cái đường là làm cách nào cho cuộc đời đẹp hơn. Do đó cho nên tất cả những cái ý mà chị nói ở trong một cái vở kịch cái gì đó thì chị cũng có thể lách qua lách lại. Nghĩa là do đó cho nên chị không có đã phá một cái gì nó rõ ràng, nhưng mà chị muốn để cho khán giả đánh giá chứ không phải chị đánh giá. Do đó cho nên thật sự là thưa thiệt em, chị không có bị ai làm khó dễ gì hết. À, em xin được tiếp lời của chị. À, em ơi, em nhắc tới cái chi tiết đó làm tôi nhớ đến liền, tại vì tôi cũng thuộc khá nhiều vở kịch của chị Kim Cương. Thì trong đó nó có cái thường là nó có cái nhân vật là sau này người ta nói là vì làm, hồi xưa người ta dùng là làm quốc sự đúng không, vì chụp mũ cho là làm quốc sự hay là làm chính trị thì bị bắt đúng không. Ừ. Thì thật ra thì tôi có nói họ trong đây đó hồi nãy giờ là nghệ thuật nó vốn nó có một cái chức năng là nó phản ánh đời sống hiện thực mà. Thì thật ra thời đó nó cũng có cái chuyện đó thiệt. Thí dụ như là khi mà những người quan chức có quyền lực mà họ không thích một cái nhân vật nào đó thì họ có thể chụp mũ cho cái nhân vật đó là làm quốc sự làm chính trị để bắt tù. Cái này trong cái vở cái lương đời cô Lựu cũng có, là ông thầy giáo Thành là ông cũng bị, tại vì cái ông hội đồng này ông muốn lấy cái cô Lựu cho nên ông mới chụp mũ cho cái thầy giáo Thành này là làm quốc sự. Hồi xưa dùng là chữ làm quốc sự thời Tây có nghĩa là đi làm cộng sản đó, nó để bắt tù những người đó luôn đặng lấy vợ người ta. Thì thiệt ra bản thân nghệ thuật nó cũng có những cái hiện thực xã hội như vậy thiệt, mà hiện thực người ta phản ánh đúng không có sai. Cho nên thật ra vào thời điểm đó nếu như mà có nói cái chi tiết đó ra thì cũng không thể bị cấm cái vở diễn được, bởi vì thật ra là thực tế nó có cái chuyện đó thiệt vậy đó, nó chỉ là vậy thôi. Dạ. Kính thưa các thầy cô và các bạn sinh viên, hôm nay chúng ta cũng đã có một cái buổi chiều thực sự là có rất là nhiều những câu chuyện, những cái điều tâm niệm được nói ra. Lẽ dĩ nhiên rằng chúng tôi không thể nào có đủ thời lượng để cho các nghệ sĩ có thể nói hết cả một cái hành trình nghệ thuật rất là dài, từ những cái sự khai phá vỡ hoang cho đến khi lập được những cái thành công, những cái thành tựu hay là những cái câu chuyện khó khăn phía sau hậu trường mà không có dịp nào để kể được. Thì chúng tôi xin được phép là sẽ hẹn một dịp khác sang năm mới. Thì nếu mà hữu duyên thì chắc cô Hai với anh Lộc sẽ đến với chúng ta một lần nữa để có thể nói nhiều hơn một cái lát cắt khác về tình hình kịch nói và hiện nay nó có những cái điều gì thay đổi và những trăn trở của các nghệ sĩ tiền bối, những nghệ sĩ lão thành thế này, sự đóng góp của họ và họ trăn trở thế nào để cho nó phát triển hơn nữa. Thì chắc là xin được phép hẹn lại các thầy cô và các bạn trong một dịp khác. Và ngày hôm nay thì xin được phép cảm ơn cô Kim Cương, nghệ sĩ nhân Kim Cương và nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã bỏ hết sức thời gian, và chưa kể anh Lộc là tối nay còn có một xuất diễn vào buổi tối nữa, cùng đến với cái trường Nhân Văn, đến với các thầy cô và các em ở đây để có những cái chia sẻ. Và xin được cảm ơn sự theo dõi hết mình của các thầy cô và các bạn. Xin phép được chào tạm biệt và các bạn sẽ có một ít phút để cùng lên đây có thể chụp hình với cô. Sau đó thì
Anh ơi, các em nó tha thiết lắm anh ơi. À, chúng ta có khoảng 10 phút về 4 giờ rưỡi thì à, mọi người sẽ phải, các cô chú phải đi rồi. Thành ra là... Theo... Dạ, dạ, dạ. Dạ. Theo chị kinh nghiệm đó, đi đông á, những cái chỗ đông này thì các khán giả thương nghệ sĩ thì muốn chụp hình, mà nếu chị, tụi chị mà đáp ứng hết á, thì chắc là tới tối mới hết. Thì chị đề nghị gì, chị với anh Lập sẽ đứng đây sau khi mời các cô các thầy rồi kia lên chụp kỷ niệm cái buổi này, thì chị với anh Lập sẽ đứng đây như hai cái cây vậy đó. Mấy em muốn tới chụp, ai đứng đó thì lại cứ chớ chụp, thì thay phiên nhau chụp, thay phiên. Dạ, bây giờ gọi là tượng Phước Lộc Thọ ở trong đồng sen suối tiên đó chị. Dạ, cứ đứng yên vậy đó, là ai cũng nhào vô chụp à. Dạ, dạ chắc xin phép được mời quý thầy cô ban giám hiệu nhà trường và các đoàn và các khoa văn phòng sẽ lên đây chụp một bức ảnh kỷ niệm ạ.